chương 109 Mảnh váy Khắp huyết kiếm xoay vài vòng, sau đó thật sự không dám xông vào nữa. Ủy khuất đứng ở bên ngoài cửa phòng du phục thời, hồng quang trên thân kiếm cũng ảm đạm đi không ít. Diệp Tố cũng không về phòng nghỉ ngơi ngay mà ngược lại hỏi trong một tháng vừa rồi nhóm Minh Lưu Sa đã làm gì, chảm Kim Tông và Toàn Điển Hành có động tĩnh gì không? Dạo gần đây toàn điển hành giảm giá các loại tài liệu nên hấp dẫn được rất nhiều luyện khí sư. Tây Ngọc Tay cầm gương, vừa soi vừa nói, bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu để ý đến văn đông tài liệu hành. Hoàng Nghị Tiền đã bán số thú đan lúc trước tỷ giao đồng thời đã thả ra tin tức sẽ bán đấu giá bắt kỳ biến. Mọi người đang rất hứng thú về việc này. Hắn đã thương lượng với toàn gia anh, chờ đại sư tỷ thi xong vòng 2 sẽ bắt đầu bán đấu giá. Thiên cơ môn thì sao? Diệp Tố hỏi, có người nào tìm tới muốn đặt đơn luyện pháp khí với chúng ta không? Có. Minh Lưu Sa ngồi bên cạnh nhìn nàng, nghiêm túc trả lời, hơn nữa còn có rất nhiều người đặt là đằng khác. Có chuyện gì sao? Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt của nhị sư đệ hỏi. Quá nhiều người muốn đặt. Minh Lưu Sa lấy ra một chồng giấy, đây là số người đã liên hệ chúng ta muốn luyện chế pháp khí, đệ đã từ chối phần lớn, chỉ để lại 20 đơn hắn vừa nói Diệp Tố cũng liền hiểu rõ. Muốn luyện chế pháp khí cần phải có không ít tài liệu, nếu thiên cơ môn nhận hết số đơn này thì cần phải có số lượng tài liệu rất lớn. Trong quá khứ giả dụ Văn Đông không có đủ tài liệu thì thiên cơ môn chỉ cần có linh thạch trong tay là có thể đi sang tài liệu hành khác để mua, thậm chí đến toàn điển hành cũng được. Nhưng hiện tại trước mắt toàn điển hành gần như lũng đoạn nguồn cung tài liệu, bọn họ chắc chắn sẽ không bán cho thiên cơ môn nên nếu nhận đơn mà pháp khí không thể luyện chế ra thì tên tuổi của thiên cơ môn chưa gượng dậy được bao lâu sẽ bị ảnh hưởng diệp tố lật lật mấy đơn mà minh lưu sa giữ lại tài liệu yêu cầu đều là loại văn đông tài liệu hành có thể cung cấp phần lớn đều là những tài liệu thường gặp pháp khí cơ bản diệp tố trả sắp đơn lại cho minh lưu sa có thể làm tốt số pháp khí cơ bản này cũng tốt phá nguyên môn vẫn có nhân mạch chờ sau khi bán xong bát kỳ biến tỷ sẽ đưa linh thạch cho Hoàng Nhị Tiền để hắn đi gom góp tích chữ tài liệu. Minh Lưu Sa gật đầu, Đại sư Tỷ, Tỷ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sau khi tông môn đại bỉ kết thúc chúng ta sẽ ra ngoài tự mình tìm tài liệu. Diệp Tố đứng dậy nói với các sư đệ sư muội trong viện, một cái tài liệu hành mà thôi, không bóp được cổ chúng ta. Có đại sư tỷ ở đây, thiên cơ môn chúng ta nhất định có thể trở lại đỉnh cao. Hạ Nhĩ không chút do dự nói, chờ đại sư tỷ trong vòng trăm năm phi thăng thành thần thì tên nào dám chọc đến Thiên Cơ Môn nữa. Sợ là nghĩ cách nịnh bợ chúng ta còn không kịp. Diệp Tố nghe tứ sư đệ lại nổ về nàng thì bật cười, bất quá nàng lại nhớ tới lời Phong Trần đạo nhân nói trên đại điện lúc nãy. Tu sĩ có linh lung cốt chỉ trong vòng trăm năm đã lên đến cảnh giới độ kiếp kỳ, sau đó thì sao? nàng nhớ lại biểu tình của phong trần đạo nhân và các tông chủ khác tu sĩ đó hẳn là đã phi thăng cảm xúc của tông chủ ngũ hành tông lộ ra rõ ràng nhất đó là khát khao cũng hâm mộ quay trở lại phòng diệp tố bắt đầu nhập định tuy rằng đã tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ nhưng linh phủ của nàng lại trống rỗng không có bản thể nguyên anh cũng may mọi người xung quanh không phát hiện có gì dị thường diệp tố nhìn vào trong linh phủ đã lớn hơn vài lần so với trước kia, linh lực cũng nồng đậm hơn kim đan kỳ. Nàng nhìn mảnh thức hải một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên điều khiển thần thức, khơi chúng lên từ trong thức hải, không ngừng ngưng tụ lại, cuối cùng hình thành một diệp tố, phiên bản thu nhỏ. Nàng đặt diệp tố mini vào giữa linh phủ, nghĩ nghĩ, như vậy thấy bình thường hơn không ít. Ở một gian phòng khác, dù phục thời đang nằm trên giường, cản lại một chiêu của ma chủ khiến cho thứ gì đó trong linh phủ của hắn như bị vỡ nát. Hắn vừa dính giường liền chìm vào giấc ngủ say. Trên phần cổ tay lộ ra khỏi áo đặt ở mép giường có một tầng vải đen thoáng hiện. Nếu ai có mặt ở đây có thể nhìn kỹ sẽ thấy ánh sáng của vải không thua bất luận một loại bảo thạch nào. Mấy ngày sau, Hoàng Nhị Tiền truyền tới tin tức nói buổi bán đấu giá bát kỳ biến chuẩn bị diễn ra, lần này kết hợp với phá nguyên môn tổ chức ở ngoại thành Côn Luân. Hôm nay không ít đệ tử các tông môn nô nước đi đến ngoại thành Côn Luân xem náo nhiệt, tất nhiên cũng có không ít người muốn mua bát kỳ biến. Đại sư tỷ, tụi đệ chuẩn bị xong rồi. Hạ nhĩ đứng ở trong sân hô to. Diệp tố từ trong phòng bước ra, nàng thoáng nhìn qua phòng cách vách sau đó nói với năm người trong viện, mọi người cứ đi trước, lát nữa ta sẽ tới ngay. Được, hạ nhĩ cùng mấy người dịch huyền ngự kiếm đi đến ngoại thành. Diệp Tố xoay người muốn đẩy cửa phòng du phục thời thì đột nhiên khắp huyết kiếm vốn đang đứng bên ngoài đột nhiên xông tới, ngăn ở trước mặt nàng. Đại sư tỉ dịch qua bên phải một bước, khắp huyết kiếm cũng liền dịch sang bên phải. Diệp Tố di chuyển mấy lần, nó đuổi theo chắn mấy lần. Một người một kiếm rằng co một lúc, Diệp Tố muốn phân biệt rõ yêu kiếm này là đang trả thù hay là muốn che chở tiểu sư đệ ở bên trong bàn tay chắp sau lưng của nàng triệu hồi ra thần thức tiến vào bên trong phòng thăm dò tiểu sư đệ nằm trên giường tóc dài phủ đầy người bộ dáng không có gì khác thường ngày một cánh tay buông xuống ở mép giường cho nên khắp huyết kiếm đây là đang trả thù nàng kéo nó ra không cho nó vào phòng diệp tố liếc mắt nhìn khắp huyết kiếm giơ tay ra nắm lấy nó những cái khác không nói nhưng chôi kiếm khớp huyết thật sự là chôi kiếm có xúc cảm tốt nhất trong số những thanh kiếm nàng từng tiếp xúc qua. khớp huyết kiếm muốn dễ dụa một hồi nhưng cuối cùng vẫn đành mặc cho diệp tố mang theo nó cùng nhau đẩy ra cửa phòng. Dù phục thời nằm trên giường, hơi thở vững vàng, diệp tố cúi người đẩy đẩy hắn đồng thời kéo cánh tay buông xuống sắp chạm đất lên giường. Chúng ta muốn đi ngoại thành côn luân, để có đi không? Dù phục thời vẫn nhắm nghiền mắt, giống như còn chưa tỉnh vậy để ở lại viện một mình nhé. Diệp Tố ngồi dậy, lấy ra một tờ giấy và cây bút, cúi đầu bắt đầu viết lời nhắn, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Còn chưa viết xong thì Diệp Tố liền cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ, cúi đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ đã mở mắt, an tĩnh nhìn nàng. Tỉnh rồi, Diệp Tố thu lại giấy bút, hỏi hắn muốn đi hay không? Dù phục thời ngửa đầu nhìn nàng chằm chằm, tự hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Diệp Tố hơi khom người xuống, để tầm mắt hai người gần lại, một lần nữa hỏi, tiểu sư đệ, đệ có muốn đi cùng ta đến ngoại thành Côn Luân không? Muốn, du phục thời rốt cuộc buông vạt áo của Diệp Tố ra, ngồi dậy với tay lên đầu giường lấy châm cài, đưa đến trước mặt nàng. Sau khi Diệp Tố nhận lấy thì hắn liền đúng lý hợp tình xoay người, mặt xoay vào bên trong giường, đưa lưng về phía nàng. Cả quá trình hắn không nói lời nào, giống như chắc chắn rằng Diệp Tố sẽ vấn tóc giúp hắn. Quả nhiên dây tiếp theo Diệp Tố liền buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ, rưỡi tay bắt đầu vén lên mái tóc dài của hắn, tóc hắn vừa mềm vừa lành lạnh như tơ lụa, xuyên qua các ngón tay của nàng. Diệp Tố rũ mắt nhìn mái tóc đen dài của tiểu sư đệ, vô luận nhìn từ phương diện nào cũng đều thấy hắn là quý công tử được nuông chiều từ bé, không có điểm nào cho thấy từng phải chịu khổ bất quá có một số người xác thật cũng không cần phải chịu khổ. Tốt rồi." Diệp Tố dùng châm vấn song tóc nói, "Để thay quần áo đi rồi chúng ta xuất phát." Nàng đứng lên, chuẩn bị bước ra ngoài trước thì bỗng nhiên chân đá phải cái gì, cúi đầu nhìn thì là một mảnh màu đen, ngọc sao? Diệp Tố khom lưng nhặt lên miếng ngọc dưới đất, nàng cảm nhận được trong miếng hắc ngọc mỏng này có ẩn chứa một tầng lực lượng, chỉ là không biết vì sao nhìn thấy có chút quen mắt nàng nhớ lại phương hướng mà tay du phục thời buông xuống lúc nãy, quay đầu hỏi tiểu sư đê, đây là đệ lấy ra từ giới sao? Du phục thời xoay người lại, dương mắt nhìn đồ vật trong tay diệp tố, ngón tay giấu trong tay áo bố nhẹ vào nhau, hắn có chút trột dạ, ừ. Mấy ngày trước rời khỏi pháp trận không phải đệ nói rất mệt sao, sao lại mở ra giới? Ta nhớ rõ mở giới sẽ tiêu hao một lượng linh lực cực lớn của đệ. Diệp Tố bước tới, đưa mảnh hắc ngọc trong tay cho du phục thời, cất nó đi. Nàng thậm chí hoài nghi vừa rồi khi nàng tiến vào du phục thời không phải là đang ngủ mà là đang hôn mê bất tỉnh. Du phục thời nhìn đồ vật trước mắt, sau đó đột nhiên quay đầu đi, không nhìn Diệp Tố, người nhặt được chính là của ngươi. Chương 110 Bất bình đao Cho ta, Diệp Tố nghe được lời này của tiểu sư đệ, cúi đầu nhìn hắc ngọc trong tay, nói, nhưng ta sợ là trả không nổi đâu. Ai cần ngươi trả? Ánh mắt Du Phục Thời có chút rối loạn, đây là vải rơi xuống từ trên người hắn, tuy rằng hình như có người từng nói là không thể tùy tiện đưa cho người khác, nhưng đưa cho phàm nhân này hẳn là không sao. Từ viên ngọc thạch tím lần trước đến phiến hắc ngọc này, Diệp Tố càng thêm tò mò về thân phận của Du Phục Thời, nàng nhìn tiểu sư đệ hỏi, đệ là đại năng độ kiếp nào đó phi thăng thất bại à? Nghe nói có vài đại năng độ kiếp phi thăng không thành sẽ không thân vẫn đạo tiêu mà cảnh giới sẽ bị thụt lùi, bắt đầu tu luyện lại. Đại năng độ kiếp kỳ sống mấy ngàn năm, phi thăng lại bị xét đánh, nhớ không rõ chuyện trước kia về tình về lý đều có thể hiểu được. Tiểu sư đệ có giới của chính mình, thực lực tăng lên nhanh hơn so với người bình thường, tự hồ cực kỳ phù hợp với suy đoán này. Dù phục thời nghe không hiểu nàng nói gì, hắn không ngại diệp tố vẫn còn đang ở trong phòng chỉ lo cúi đầu cởi đai lưng muốn thay quần áo tiểu sư đệ diệp tố hoảng hốt bước nhanh tới đè lại tay du phục thời tầm mắt né tránh ta chờ đệ ở bên ngoài nhìn diệp tố quay lưng vội vàng rời đi du phục thời khẽ nhíu mày phàm nhân này thật khó hiểu muốn ra bên ngoài chờ sao còn muốn sờ tay hắn thành công tránh thoát màn thoát y công kích của tiểu sư đệ Đại sư tỷ đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng không hề biết mình đang bị tiểu sư đệ hiểu lầm. Diệp Tố dựa lưng vào cửa, quay đầu liền nhìn thấy khắp huyết kiếm đang lơ lửng bên cạnh, có thể khống chế được kiếm linh. Tiểu sư đệ thật sự rất phù hợp với hình tượng đại năng độ kiếp phi thăng thất bại. Nàng đợi ở ngoài cửa một lát, du phục thời rốt cuộc bước ra, hắn thay một thân trường bào màu đen, là đạo phục thiên cơ môn mà lúc trước Diệp Tố đã đặt làm cho hắn so với những bộ quần áo trước kia của hắn thì kém hơn rất nhiều tuy nhiên màu đen ngược lại khiến cho gương mặt của du phục thời càng thêm lóa mắt đi ngoại thành làm gì du phục thời đi theo diệp tố ra ngoài thấy trong sân vắng vẻ không có một ai có một buổi đấu giá diệp tố đứng trên thân khớp huyết kiếm kiếm của nàng ở trong pháp trận nghịch chuyển đã gãy làm đôi vẫn chưa được sửa lại hẳn là khá náo nhiệt Ngoại thành Côn Luân xác thực rất náo nhiệt, sau khi cửa thứ hai kết thúc, các tu sĩ dự thi còn lại không nhiều, trên cơ bản đều là đệ tử của năm đại tông môn, năm nay đặc biệt còn nhiều ra mấy người thiên cơ môn cùng vô danh tông, tổng cộng không đến 50 người có thể tiến vào cửa thứ ba. Các tông môn khác sau khi làm nền xong hai vòng thì tâm tình đều thả lỏng hơn, tất nhiên muốn chạy đến ngoại thành Côn Luân hóng hớt trước khi trở về mấu chốt nhất của lần đấu giá ngày là ngoài việc phá nguyên môn cũng hợp tác tổ chức cùng văn đông tài liệu hành thì đệ tử của năm đại tông cũng tới đông vui vậy này đó hình như là đệ tử thượng khuyết tông kìa người nhìn trên lầu đi hợp hoan tông cũng đến rồi đều đến vì bát kỳ biến sao các đại tông môn đó hẳn là đâu thiếu một kiện pháp khí ai sẽ chê nhiều pháp khí đâu huống chi bát kỳ biến này trực tiếp nhảy dù xuống đệ nhất bách thanh bảng đó ta nghĩ chắc chắn có điểm đặc biệt không ngờ thiên cơ môn sắp phế tông đến nơi vậy mà lại có thể khởi tử hồi sinh khởi tử hồi sinh tính là cái gì quan trọng là bọn họ còn có đệ tử tiến vào vòng thứ ba bốn đệ tử dự thi tất cả đều vào vào được thì làm sao chẳng lẽ còn có thể thắng côn luân lục trầm hàn đều lên tới hóa thần kỳ rồi ở các tông môn nhỏ thì là cấp bậc trưởng lão rồi đấy, hắn mới là thiên đạo chi tử chân chính. Vòng quanh mấy bàn ở lầu một là các tu sĩ đang hăng say ngươi một câu ta một câu, kể chuyện xưa bàn chuyện nay, nói đến nước bọt văng tung tóe thiếu điều đứng dậy chỉ điểm tu chân giới một phen. Nghe ta nói, một người dùng sức vỗ xuống bàn một cái, ngay sau đó khom người, cố ý hạ giọng nói, ta có một thông tin mật về thiên cơ môn. Mau nói những người chung quanh tức khắc thò đầu tới, học theo hắn nhỏ giọng dục. Mấy người vô danh tông vào vòng ba, lúc trước ở vòng sơ loại Tây Phương giành được vị trí trong nhóm ba người đầu tiên, các ngươi có nhớ không? Nhớ, cảnh giới như hai người bọn họ nếu là đại bỉ những năm trước là có thể treo người của năm đại tông lên đánh rồi, đáng tiếng năm nay vận khí không tốt. Đừng lan man, không phải nói có tin mật của thiên cơ môn sao. Người vừa chụp bàn vừa nãy dùng một loại thanh âm cực thấp nhưng lại đủ khiến mọi người chung quanh nghe rõ. Trong hai người đó có một người tên Ninh Thiền Giao, nghe nói cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn. Đệ tử Thiên Cơ Môn? Nhưng lúc trước ta còn thấy nàng ta có xung đột với đệ tử Thiên Cơ Môn mà. Bởi ta nói các ngươi đều bị lừa rồi, mặt ngoài bọn họ xung đột nhưng thực tế người ta là sư huynh muội đồng môn. Người chụp bàn đảo mắt một vòng, thấy trên mặt mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc thì vừa lòng nói tiếp, các ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, thiên cơ môn vì sao lại muốn làm như vậy. Ta thấy mưu đồ của bọn họ nhất định không nhỏ. Mọi người chung quanh ngơ nhác, có người nhịn không được hỏi, vậy mưu đồ của thiên cơ môn là gì? Người chụp bàn nghe hỏi thì có chút khựng lại, sau đó lập tức dùng một vẻ mặt huyền bí nói, lấy tĩnh xem động, ngày sau các ngươi sẽ biết dưới lầu rôm giả âm thanh mọi người bát quái, trên lầu liên liên và trình hoài an đang ở sương phòng sau đài đấu giá. Đây là phù chú chúng ta mới vẽ gần đây. Liên liên đẩy qua 10 lá phù cho hoàng nhị tiền, xem như là hạ lễ cho buổi đấu giá chính thức đầu tiên của các ngươi. Hoàng nhị tiền nhìn phù chú trên bàn mà ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân truyền đệ tử ngũ hành tông tìm hắn là vì chuyện này. Người đừng chê, mặc dù ta thấy diệp tố phòng trường học một thời gian ngắn thôi cũng có thể vẽ ra được rồi có khi còn vẽ tốt hơn chúng ta liên liên mặc một thân y phục đỏ thẫm ngồi trước bàn trình hoài anh đứng ở phía sau nàng cho nàng dựa vào bất quá phù chú nguyên anh trung kỳ miễn cưỡng cũng có thể đem ra đấu giá bán bán đấu giá hoàng nhị tiền kinh sợ đây không phải vấn đề ở phù chú mà nếu lát nữa hắn lấy ra phù chú của đệ tử thân truyền ngũ hành tông ra đấu giá thì không đến một ngày. Toàn thành Côn Luân sẽ đều cho rằng ngũ hành tông có hợp tác với văn đông tài liệu hành. Liên liên thổi thổi móng tay mới vừa sơn của mình. Các ngươi ghét bỏ phù chú Nguyên Anh Trung Kỳ. Không phải, chỉ là một khi chúng ta lấy ra thì toàn điển hành chắc chắn sẽ biết. Hoàng nhị tiền chân thành nói sợ là về sau bọn họ sẽ không thu phù chú của ngũ hành tông nữa. Toàn điển hành cùng các đại tông môn đều có giao dịch, ngũ hành tông cũng có một phần phù chú giao cho toàn điển hành bán ra ngoài. Bọn họ không thu thì thôi. Liên liên dương mắt, so không thắng diệp tố thôi, chúng ta còn so không lại những người khác sao? Hoàng nhị tiền do dự một chút, cuối cùng nhận lấy phù chú, hắn đứng dậy cúi người một cái thật sâu, ta thay Văn Đông tài liệu hành cảm tạ hai vị. Lần liên hợp đấu giá này, ngoại trừ bát kỳ biến thì phá nguyên môn cũng sẽ đem ra các pháp khí khác để cùng bán đấu giá. Thiên cơ môn cũng có đưa tới, nhưng dù sao cũng chỉ là pháp khi do các đệ tử luyện chế, phẩm giai không quá cao. Thật ra chỉ một cái văn đông tài liệu hành còn con, cùng với một luyện khí tông môn quanh năm ở hàng đệ nhị thì ở thành côn luân này không thể sốc lên nổi sóng gió gì chủ yếu lần này là vì bát kỳ biến ngang trời đáp xuống vị trí đệ nhất Bách Thanh Bảng, cùng với Diệp Tố lại đang tham gia tông môn đại bỉ, hai yếu tố này kết hợp nên mới khiến cho mọi người chú ý. Hiện giờ lại được thêm một đại tông tham gia, tuy rằng chỉ 10 tờ phù chú thôi nhưng tên tuổi nhất định có thể nâng cao thêm phần nào. Toàn điển hành có đường hợp tác với năm đại tông, văn đông tài liệu hành bọn họ cũng có khi diệp tố và du phục thời đến nơi thì cả tòa tửu lâu đã đứng đầy người nàng kéo tiểu sư đệ chen lên lầu ba còn chưa hoàn toàn lên tới nơi thì thấy chung quanh đột nhiên ồn ào náo động lên nàng quay đầu nhìn xuống thì phát hiện phật tử vạn phật tông cốc lương thiên và côn luân lục trầm hàn đồng thời đang bước vào cửa hai người này vậy mà cũng tới xem náo nhiệt ngay cả côn luân lục trầm hàn cũng tới hè hè đến buổi đấu giá này thật không sai mà khẳng định có trò hay để xem. Lục trầm hàn bước qua ngạch cửa, bỗng nhiên ngẩng đầu, tinh chuẩn đối diện với ánh mắt của Diệp Tố đang trên lối lên lầu ba. Diệp Tố cũng không rời đi tầm mắt, thản nhiên tiếp tục nhìn, chỉ là ngay sau đó gương mặt du phục thời liền phóng to trước mắt nàng, ngăn cản tầm mắt của hai người. Diệp Tố, người có đi hay không? Du phục thời cảm thấy hành lang này chật trội mà phàm nhân này còn đứng im bất động. Đi chứ." Hai người bước vào ghế lô, các sư đệ sư muội Thiên Cơ môn đã chờ ở bên trong, Toàn gia anh cũng có mặt. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Toàn gia anh khó nén được sự hưng phấn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tự mình tham gia tổ chứ một buổi đấu giá. Đây là danh sách các món sẽ đấu giá hôm nay. Diệp Tố nhận lấy danh sách nhìn lướt qua một lượt, bỗng thấy có một hàng chữ như là mới được thêm vào, "Phù chú ngũ hành tông". Nàng nhớ rõ lúc trước khi Hoàng Nghị Tiền truyền tin đến cũng không nói có đồ vật nào do Ngũ Hành Tông đưa tới. Toàn gia anh cũng vừa mới biết được chuyện này là do Liên Liên và Trình Hoài An đặc biệt tặng lễ. Quan hệ giữa Văn Đông Tài Liệu Hành và Thiên Cơ Môn Vốn đã không giấu được nữa, hai người này hiển nhiên là muốn giúp nàng. Diệp Tố gật đầu, ghi tạc trong lòng, nàng kéo ghế ra ngồi xuống, thuận tiện cũng kéo ghế ra giúp tiểu sư đệ. Dù phục thời nhìn sang Dịch Huyền bên kia không có ai kéo ghế cho, đỉnh mày giật giật, tâm tình vui sướng. Dịch Huyền nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hừ một tiếng. Thanh âm không tính là lớn nhưng thành công khiến mọi người trong phòng đều nhìn qua. Dịch Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay cầm kiếm, nốt rồi đỏ giữa mày xinh đẹp đến yêu dị, gương mặt quá mức tuấn mỹ vẫn như cũ không có biểu tình gì, thoạt nhìn không có gì khác thường. Mọi người thậm chí còn ngỡ bản thân sinh ra ảo giác. Đương nhiên mọi người không bao gồm Du phục thời, hắn tự nhiên ngồi xuống ghế Diệp Tố đã kéo ra. Đang lúc mọi người thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nhìn xuống lầu thì dịch huyền lại lên tiếng chào phúng, có người ngay cả sức kéo ghế ra cũng không có. Diệp Tố yên lặng thu tay lại, đây hoàn toàn là xuất phát từ thói quen của nàng mà thôi, tiểu sư đệ nhìn có vẻ cái gì cũng không biết làm. Dù phục thời tựa hồ như không phát hiện có người đang ám chỉ mình. Hắn kéo tay áo của Diệp Tố lót trên bàn. Sau đó tự mình chơi vụ sát hoa trên cổ tay. Bày một bộ dáng thiên chân lười nhác không thể nào hoàn mỹ hơn. phảng phất như hắn chưa bao giờ nhìn dịch huyền đầy khiêu khích vậy. Dịch huyền mặt vô biểu tình tiếp tục vạch trần. Lúc đại sư tỷ không ở bên, tiểu sư đệ cực kỳ cần mẫn. Lữ cửu cô nói xem có đúng không? Lữ cửu ngồi không cũng bị lôi vào màn phong ba bão táp giữa hai sư đệ, à thì. Minh Lưu Sa ngồi bên cạnh cúi đầu, hai vai run run nhịn cười. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu nhìn dịch huyền chậm gì gì hỏi. Sư, đệ, đệ, đang, ăn, dấm hả? Sao ăn dấm ghen tị? Thật sự là quá mới lạ, bọn họ ở thiên cơ môn mười mấy năm, dịch huyền cả ngày sụ mặt như một tiểu lão đầu hận đời giống như ai cũng thiếu nợ hắn vậy đặc biệt là cực kỳ không thích diệp tố hiện giờ vậy mà còn chủ động biểu đạt cảm xúc của mình dịch huyền hắn đen mặt xoay người nhìn xuống lầu không để ý đến mọi người trong phòng nữa dù sao diệp tố cũng cam tâm tình nguyện làm này làm kia cho du phục thời diệp tố cảm thấy có chút xáo rượu nàng ho khan vài tiếng nói sang chuyện khác được rồi tập trung xem đấu giá thôi dưới đài, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Hoàng Nhị Tiền làm chủ trì, kiện pháp khí đầu tiên được đưa ra đấu giá là một pháp khí của phá nguyên môn. Hoàng Nhị Tiền ra giá xong thì gõ búa gỗ một cái, nhưng lúc này toàn trường lại lặng thinh không một ai ra giá, chỉ là hoặc ngồi hoặc đứng nhìn chăm chăm. Một lúc sau có một tu sĩ ngồi trong góc ra giá, lục tục có mấy người khác cũng bắt đầu ra giá, cuối cùng người trong góc mua được kiện pháp khí đầu tiên là người của chúng ta nét hương phấn trên mặt toàn gia anh dần nhạt đi những pháp khí này tuy không phải pháp bảo cao dai nhưng cũng là một vài pháp khí không tồi của phá nguyên môn giá mà hoàng nhị tiền đề ra cũng không cao nếu là lúc bình thường thì nhất định sẽ có người ra tay mua nhưng vừa rồi không một ai lên tiếng không ít người trong tử lâu này hẳn là đã bị toàn điền hành và trảm kim tông chào hỏi qua toàn gia anh trầm giọng nói Phá Nguyên Môn và Hoàng Nhị Tiền cũng đã nghĩ đến khả năng này, cho nên đã sắp xếp vài người vào tử lâu. Một khi xuất hiện tình huống này thì sẽ để bọn họ ra giá, đảm bảo cho buổi đấu giá có thể tiến hành suôn sẻ. Kế tiếp là kiện pháp khí thứ sau, bất bình đao, do đệ tử thiên cơ môn Tây Ngọc luyện chế. Hoàng Nhị Tiền lấy ra một kiện pháp khí từ thiên cơ môn, gương mặt hắn vẫn bảo trì chấn định, gõ búa gỗ hô to, giá khởi điểm 30 vạn trung phẩm linh thạch năm kiện đầu tiên đều là do người họ sắp xếp mua được, kiện này sợ là cũng không ngoại lệ, Hoàng Nhị Tiền đã không ôm hy vọng gì nữa. 5.000 thượng phẩm linh thạch, hợp hoan tông nhan hảo ở lầu ba đột nhiên dơ thẻ bài lên hô. Mọi người cả kinh, không chỉ là vì nàng bỏ ra thượng phẩm linh thạch để mua mà càng bởi vì nàng chính là đại biểu cho hợp hoan tông. Trảm Kim Tông tuy là tông môn luyện khí đệ nhất nhưng cũng không thể so được với hợp hoan tông một trong năm đại tông môn. Trong thời gian mọi người còn do dự thì bất bình đao đã được hợp hoan tông nhan hảo mua được. Nhan hảo ra mặt như một tín hiệu tuyết tan, khiến các tu sĩ cũng dần không sợ nghi kỵ nữa, nhìn thấy pháp khí ưng ý cũng bắt đầu dơ thẻ bài. Mãi đến khi vật phẩm đấu giá là phù chú của hai đệ tử thân truyền ngũ hành tông xuất hiện thì buổi đấu giá lại một lần nữa nhắc lên một hồi náo nhiệt. chương 111 Ngũ Đại Tông Liên Liên và Trình Hoài An là đệ tử thân truyền của ngũ hành tông đúng không? Không sai, trong lứa phù sư trẻ tuổi thì hai người họ là có thiên phú cao nhất. Văn Đông tài liệu hành vậy mà lại có được phù chú của ngũ hành tông vừa rồi hợp hoan tông cũng mua một thanh đao rồi kìa khi vật phẩm này xuất hiện cả tòa tửu lâu liền bàn tán xôn xao ánh mắt nhìn hoàng nhị tiền đang đứng giữa đài cũng thay đổi lúc này mới qua bao lâu vậy mà văn đông tài liệu hành đã móc nối quan hệ được với hai trong số năm đại tông tiếng nghị luận còn chưa dừng lại thì chu vân đã trực tiếp đứng sát cửa sổ lầu ba hô xuống một vạn thượng phẩm linh thạch ô ô lại là một đại tông môn trên lầu dưới lầu một lần nữa dậy sóng. Văn Đông tài liệu hành này thật không đơn gian, vừa ra tay đã có thể khiến ba trong năm đại tông môn ra mặt. Ngô kiếm phái cũng đã tham gia, chẳng lẽ hôm nay có thể thấy Vạn Phật tông cùng Côn Luân ra tay luôn sao? Cũng chưa chắc, Thiên Cơ môn có một đệ tử là Tịnh Tông đệ tử của Ngô kiếm phái nên hai bên có quan hệ tốt cũng là chuyện thường. Ta thấy Thiên Cơ môn cùng Văn Đông tài liệu hành thời tới cản không kịp chảm kim tông xem chừng nguy hiểm rồi đây liên liên ở phòng cách vách ló đầu ra nhìn chu vân nói nể tình như vậy sao mười tờ phù chú nguyên anh trung kỳ giá một vạn thượng phẩm linh thạch có chút đắt ủng hộ cho diệp tố mà thôi chu vân hừ một tiếng cô cho rằng ta muốn mua phù chú của cô à liên liên chống tay lên bệ cửa không cần mua lần sau ta sẽ tặng cô mấy tờ thật sao Chu Vân có chút hoài nghi nhìn nàng. Tất nhiên, liên liên ngồi trở lại trên ghế, chỉ cần cô chịu nhận là được. Biểu tình của Hoàng Nhị Tiền dần trở nên hào hứng hơn, hắn cho rằng có phủ chú ngũ hành tông để bán đấu giá là đủ rồi, không nghĩ tới hợp hoan tông và ngô kiếm phái cũng sẽ ra tay. Chuyện này nói lên rõ ràng ba trong số năm đại tông bằng lòng qua lại với văn đông tài liệu hành. Một vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, còn ai ra giá khác không? Hoàng nhị tiền nhìn xung quanh hô to hỏi. Một vạn linh một thượng phẩm linh thạch. Lầu hai có người tăng giá. Một vạn một trăm thượng phẩm linh thạch. Chu Vân tiếp tục hô. Luận tài lực không ai so được với đệ tử năm đại tông nên rất nhanh sau đó Chu Vân mua được phù chú. Từ sau mười lá phù của ngũ hành tông xuất hiện thì tử lâu náo nhiệt hẳn lên. Vô luận vật phẩm gì được đưa ra cũng đều có người ra giá những người được chuẩn bị ban đầu không cần phải ra mặt nữa. Diệp Tố tựa vai vào bên cửa sổ, nhìn một bàn bảy tám người đang ngồi dưới lầu một. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ bọn họ chưa từng ra giá. Chỉ là khi các vật phẩm không ngừng được người khác mua đi thì sắc mặt của bọn họ cũng dần trở nên khó coi như ăn phải phân. Nếu lát nữa đến lượt bát kỳ biến lên sàn mà vạn Phật Tông cũng côn luân cũng gia nhập. Hạ nhĩ nhìn sang cửa sổ của hai gian ghế lô ở phía tây, vậy chẳng phải là năm đại tông đều có quan hệ với văn đông tài liệu hành rồi sao quan hệ của đại sư tỷ đệ với bọn họ không tốt diệp tố vẫn nhìn xuống sân khấu đấu giá ở phía dưới ba đại tông môn là đủ rồi có tam đại tông môn đứng trước ít nhất các tu sĩ khác cũng dám giao dịch với văn đông tài liệu hành tông môn đại bỉ lần này tính ra là lời rồi sau khi tất cả vật phẩm đã được đấu giá xong hoàng nhị tiền vỗ vỗ tay hắng giọng nói, các vị, mọi người đến nơi này hẳn là đều vì muốn tận mắt nhìn thấy pháp khí truyền thuyết nhảy dù xuống vị trí đệ nhất bách thanh bảng bát kỳ biến. Mau lấy ra cho chúng ta chiêm ngưỡng. Mai cửu nhân hô to, hợp hoan tông không thiếu linh thạch, mau mau lấy ra cho ta mua. Ngô kiếm phái gì chứ linh thạch cũng không thiếu nhé. Mã Tổng Thu không ngại tham gia cho xôm tụ, vẻ mặt khinh khỉnh nói, bát kỳ biến là của chúng ta, liên liên hừ một tiếng, nói giống như ngũ hành tông không có linh thạch vậy. Pháp khí còn chưa đem ra mà tam đại tông môn đã bắt đầu tranh đoạt, điều này khiến cho tâm tư của mọi người không khỏi kích động lên. Vẻ mặt hoàng nhị tiền không nhịn được tươi cười, chắp tay nói, các vị tạm thời đừng nóng nảy, bát kỳ biến là do đệ tử thiên cơ môn diệp tố cùng với đệ tử phá nguyên môn toàn gia anh hợp sức luyện chế, cái tên liền nói lên bản chất, nó có 8 hình thái có thể liên tục thay đổi. Tiếp sau đây chúng ta sẽ biểu thị cho mọi người xem từng hình thái một, để mọi người có thể hiểu được rốt cuộc vì sao nó có thể trở thành đệ nhất bách thanh bảng. Lời này vừa nói ra cả tòa đại lâu sôi trào. Nhanh nhanh lấy ra. Thật sự có thể biến thành 8 loại hình thái sao? Giá khởi điểm là bao nhiêu? Hoàng nhị tiền quay sang gật đầu với người bên cạnh, rất nhanh có một chiếc bàn dài phủ lụa đỏ được bưng lên bàn tay hắn nắm lấy một góc lụa đỏ, dưới sự chú ý của mọi người, dùng sức kéo xuống, đây chính là bát kỳ biến. Tất cả mọi người trong tiểu lâu đều nhướng cổ lên xem cho rõ đồ vật trên bàn, một cây que cời lửa. Đây là bát kỳ biến đó hả? Có người khó có thể tin được hô lên, có khác gì một cây củi đâu chứ? Chắc rút ra là kiếm đấy. Ha 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 mọi người trong tửu lâu lập tức phá lên cười. Hoàng nhị tiền im lặng một lúc để bọn họ thảo luận xong mới tiếp tục nói. Mọi người không cần sốt ruột, chúng ta sẽ biểu diễn từng hình thái một. Hắn vỗ vỗ tay, tức khắc có người nâng thí luyện thạch lên đài, tổng cộng có 24 khối, xếp thành một hàng dài. Các vị, đống thí luyện thạch này là chúng ta phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua về, mỗi tám khối từ trái sang phải lần lượt ngăn được một kích của Nguyên Anh Kỳ Đỉnh, một kích của Hóa Thần Kỳ Đỉnh, tám khối cuối cùng chịu được một kích của Hợp Thể Kỳ Đỉnh. Hoàng Nhị Tiền sờ sờ mấy khối thí luyện thạch bên tay phải, trên mặt lộ ra vẻ tiếc của không thôi. Nếu không phải vì để biểu diễn uy lực của bát kỳ biến thì chúng ta thật không nỡ lấy ra nhiều thí luyện thạch như vậy. Hắn vừa dứt lời thì bên dưới đài liền có người bắt quái nói, chuyện này ta có nghe nói qua, Chuyện gì? Khi bát kỳ biến được đưa tới chỗ bình chọn của Bách Thanh Bảng thì ban đầu không ai thèm ngó ngàng gì tới. Lúc thí nghiệm cũng chỉ tùy tay vung một cái, kết quả chém đứt hết thí luyện thạch trên sân. Thật có chuyện này nữa sao? Ta nghe nói chỗ bình chọn của Bách Thanh Bảng có không ít thí luyện thạch chịu được công kích của hóa thần kỳ đấy. Thật, cuối cùng phải dùng thí luyện thạch cho hợp thể kỳ thử một lần, nên là nó mới trở thành đệ nhất Bách Thanh Bảng đầu tiên chúng ta muốn mời một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bước lên. Hoàng Nhị Tiền nói đoạn nhìn về phía bát kỳ biến đang đặt giữa bàn, để thử dùng bát kỳ biến. Tức khắc trên lầu dưới lầu có không ít người giơ tay. Chúng ta hiện tại chỉ cần Nguyên Anh sơ kỳ. Hoàng Nhị Tiền đi một vòng quanh đài, loại trừ những người có khả năng là người toàn điển hành hay chảm kim tông. Cuối cùng chọn một vị nữ tu sĩ ở lầu 2 đã từng đấu giá thắng một kiện pháp khí trước đó, vị đạo hữu này, mời xuống đây. Nữ tu sĩ lập tức từ lầu 2 nhảy xuống, ta phải dùng như thế nào? Trước khi dùng bát kỳ biến xin hỏi đạo hữu một chuyện. Hoàng nhị tiền nói, đạo hữu thường sử dụng pháp khí nào? Ám khí, nữ tu sĩ nói. Vừa lúc có thể thử bát kỳ biến. Hoàng nhị tiền lấy bát kỳ biến từ trên bàn đưa cho nữ tu sĩ. Tám hình thái tùy ý đạo hữu biến hóa chỉ cần rót linh lực vào sau đó vung lên về phía thí luyện thạch là được. Nữ tu sĩ nắm lấy bát kỳ biến, chỉ vừa mới truyền vào một đạo linh lực mà que cờ lửa lập tức xuất hiện thay đổi, bên dưới đột nhiên tách ra cuốn lên đến khi đụng phải bàn tay nữ tu sĩ, hình thành chuôi kiếm, đoạn còn lại biến thành lưỡi kiếm. Mỗi hình thái của bát kỳ biến cần một lượng linh lực khác nhau, đạo hữu cứ thử đổi qua đổi lại trước, cảm nhận một chút Hoàng Nghị Tiền đứng ở bên cạnh cười tủm tìm nói. Vì thế mọi người nhìn thấy nữ tu sĩ đứng giữa đài không ngừng biến hóa que cờ lửa trong tay, tám loại hình thái thoát ẩn thoát hiện. Ta thấy đã ổn rồi. Nữ tu sĩ nói. Mời đạo hữu thử tấn công về phía thí luyện thạch. Hoàng Nghị Tiền chỉ vào khối thí luyện thạch bên trái nhất. Nữ tu sĩ vừa động nhẹ cổ tay thì que cờ lửa liền biến thành một thanh kiếm, nàng đứng trước khối thí luyện thạch đầu tiên ở bên trái có chút lạ lẫm dùng hết sức chém xuống một kiếm không có kiếm ý gì chỉ là linh lực bình thường vậy mà một kiếm vừa chém xuống khối thí luyện thạch trong nháy mắt liền gãy ngang lợi hại như vậy nữ tu sĩ tiếp tục thử từng hình thái còn lại thí luyện thạch cũng từng khối đứt gãy khi đưa lại bát kỳ biến nữ tu sĩ rõ ràng có chút không nỡ giá khởi điểm là bao nhiêu vậy lát nữa ta sẽ báo cho mọi người hoàng nhị tiên đáp sau khi nàng ấy bước xuống hoàng nhị tiên phấn khởi nói các vị hẳn là cũng phát hiện ra vị tu sĩ này vừa rồi cũng không quá quen thuộc với tám hình thái của pháp khí tuy nhiên lại có thể phát huy vượt xa trình độ của bản thân bát kỳ biến chính là một kiện pháp khí thần kỳ như vậy nó có thể giúp tu sĩ nguyên anh sơ kỳ phát huy ra uy lực của nguyên anh hậu kỳ đỉnh ta không tin nàng ta là người các ngươi cài vào đúng không một tu sĩ đứng ở lầu một hô lên chờ tất cả thí luyện thạch được thử xong các vị phán định cũng không muộn hoàng nhị tiền cười cười nói mặt khác lần này bán đấu giá bát kỳ biến chúng ta đã thương nghị qua với phá nguyên môn quyết định cho người đấu giá thành công một cơ hội hủy đơn nghĩa là sao hủy đơn hủy đơn như thế nào hoàng nhị tiền dơ bát kỳ biến trong tay lên cao người đấu giá thành công có thể ở tại đây dùng thử một lần nếu không hài lòng có thể chọn hủy lần ra giá vừa rồi lời này khiến cho mọi người chấn động dám nói ra như vậy thì rõ ràng tin tưởng bát kỳ biến đến mức nào tiếp theo có vị đạo hữu nào hóa thần sơ kỳ nguyện ý lên đây thử pháp khí không hoàng nhị tiền ngẩng đầu hỏi đừng nói sau nữa các ngươi còn định mời tu sĩ hợp thể sơ kỳ lên thử luôn đấy có người ồn ào hỏi đương nhiên hoàng nhị tiền gật đầu dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị thí luyện thạch có thể chịu được công kích của tu sĩ hợp thể kỳ có tu sĩ hóa thần sơ kỳ nào không hoàng nhị tiền lại hỏi một lần có người ở lầu một trào phúng loại đấu giá còn con này thì đâu ra có tu sĩ lợi hại chứ vị kia của côn luân không phải hóa thần sơ kỳ đó sao thôi đi sao hắn có thể lên được hoàng nhị tiền đợi một hồi quyết định hạ tiêu chuẩn xuống tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng có thể bước lên trung kỳ được không nhan hảo đẩy cửa sổ ra hỏi có chút hoàng nhị tiền do dự cốc lương thiên vạn phật tông bỗng nhiên mở ra cửa của ghế lô đi chân trần bước ra đi qua hành lanh bước xuống thang lầu ta tới thử. Là Phật tử Đáng tiếc tiến lên hóa thần kỳ thất bại. Vậy thì vẫn mạnh hơn nguyên anh hậu kỳ bình thường. Vừa lúc Hoàng Nhị Tiền chuẩn bị đồng ý thì phía tây trên lầu ba lại có một cửa sổ được mở ra. Côn Luân Lục trầm hàn từ cửa sổ nhảy xuống, đứng ở trên đài nói, nếu cần hóa thần sơ kỳ. Hắn xoay người nói với cốc lương thiên đang đứng giữa cầu thang, Nguyên Anh không cần thiết bước xuống. Trong tửu lâu đột nhiên tất cả mọi tiếng động đều ngưng bặt, mọi người nín thở chờ côn luân lục trầm hàn cùng Phật tử đối đầu. Cốc lương thiên dừng bước, lần chàng hạt trong tay, cũng không lên tiếng, hắn nhìn lục trầm hàn hơi hơi gật đầu, trên mặt vẫn là thần sắc trách trời thương dân bất biến. Hắn xoay người một lần nữa trở về ghế lô, phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Cứ vậy là xong à. Nhan hảo thất vọng, còn tưởng đánh nhau tới nơi muốn đánh cũng phải cửa thứ ba mới đánh mai cửu nhân lắc đầu cốc lương thiên sẽ không dễ dàng động thủ đợi xem lát nữa có giành được bát kỳ biến không nhan hảo nói diệp tố làm cái gì cái đó nhất định lợi hại trên đài lục trầm hàn cúi đầu nhìn bát kỳ biến trong tay đây là lần đầu tiên hắn dùng pháp khí khác ngoài kiếm của bản thân lục đạo hữu mời hoàng nhị tiền vừa nói vừa tự bội phục chính mình mới có mấy năm vậy mà hắn từ một người chuyên đi mua thấp bán cao, lừa già gạt trẻ nay lại có thể giáp mặt nói chuyện với đại đệ tử Côn Luân. Lục Trầm Hàn thử thử tám hình thái của bát kỳ biến, quả nhiên không phải vật thường, chỉ nắm trong tay thôi nhưng ẩn ẩn có một cảm giác hòa hợp nhất thể với bản thân. Hắn nhấc tay, bát kỳ biến liến biến thành một thanh kiếm, hắn huy nhẹ kiếm về phía thí luyện thạch, thậm chí còn không đụng tới khối đá. Không có gì xảy ra mọi người nghi hoặc nhìn khối thí luyện thạch không có gì biến hóa sau đó lại thấy bát kỳ biến trong tay lục trầm hàn đã biến thành một thanh nỏ linh lực hóa mũi tên vọt tới khối thí luyện thạch kế bên lần này cả khối thí luyện thạch bị xuyên ra một cái lỗ trong tích tắc lục trầm hàn lần lượt thử các hình thái khác không lần nào không thành công mọi người bắt đầu tin tưởng uy lực của bát kỳ biến bất quá khối thí luyện thạch đầu tiên vẫn như cũ không có gì biến đổi khi mọi người đều đang dối rắm thì lúc này Hoàng Nhị Tiền tiến đến, nhẹ nhàng chạm một ngón tay vào khối thí luyện thạch đầu tiên. Kết quả phần trên của khối thí luyện thạch trượt xuống đất thì ra nó bị cắt làm đôi. Lục trầm hàn cúi đầu nhìn bát kỳ biến trong tay, đúng như lời đối phương nói, nó có thể phát huy tối đa năng lực của tu sĩ. Mười vạn thượng phẩm linh thạch bán cho côn luân. Lục trầm hàn nắm bát kỳ biến nói. Hắn có kiếm, sẽ không dùng tới bát kỳ biến, nhưng những người khác cũng không thể cầm bát kỳ biến đi dự thi. Chương 112. Bồng Lai. Thanh âm của hắn không tính là lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong tử lâu đều nghe thấy. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây chỉ là pháp khí do đệ tử luyện chế mà thôi, lại ra giá cao như vậy. Nói gì thì cũng là pháp khí đệ nhất Bách Thanh Bảng, huống chi không phải nói nó thậm chí có thể chịu được linh lực của tu sĩ hóa thần kỳ sao. Mười vạn thượng phẩm linh thạch cũng là hợp lý. Mười vạn thượng phẩm linh thạch đối với đại tông môn bọn họ chỉ như là một cọng cỏ mà thôi, huống chi hắn là côn luân lục trầm hàn, nghe nói các đệ tử côn luân mỗi năm được phát linh thạch xài không hết. Còn nữa, các ngươi không nghe năm ngoái ngô kiếm phái không phải còn chi ra mười lăm vạn thượng phẩm linh thạch để mua một tờ tiêu lôi phù đó sao? đó làm sao mà so được, tiêu lôi phù là do đích thân tông chủ ngũ hành tông họa ra, có thể triệt tiêu một đạo thiên lôi, nếu canh chuẩn thời gian, dùng nó cản lại đạo thiên lôi cuối cùng khi tiến dai lên hợp thể kỳ thì hoàn toàn có thể đảm bảo cho bản thân an toàn. Mọi người nghị luận sôi nổi, phần lớn mọi người đều cho rằng bát kỳ biến chín phần chắc chắn sẽ thuộc về lục trầm hàn, 10 vạn thượng phẩm linh thạch không ít, huống chi sau lưng hắn chính là côn luân đây là cơ hội mà các tài liệu hành khác nằm mơ cũng muốn có được. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Còn luôn các người cũng không khỏi quá keo kiệt đi. Mai cửu nhân hô lên, hợp hoan tông ra 15 vạn. Lục trầm hàn ngước mắt nhìn lên lầu ba, hàn ý trong mắt nổi lên, hợp hoan tông xưa nay thích làm càn, không xem ai ra gì. Hắn nhìn thẳng đối diện với tầm mắt của Mai cửu nhân, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng có bát kỳ biến là có thể thắng thắng hay không không quan trọng, hợp hoan tông chúng ta thích xem náo nhiệt thôi. Nhan Hảo đứng bên cạnh Mai Cửu Nhân, phe phẩy quạt lông hồng phấn cười nói. Các vị, vẫn còn tám khối thí luyện thạch chưa thử. Hoàng nhị tiền vội vàng bình ổn tình hình, chờ sau khi thử xong ta sẽ đề ra giá khởi điểm, mong mọi người không cần gấp gáp. Chúng ta không vội, Nhan Hảo một lần nữa ngồi xuống ghế, người cứ tiếp tục, Lục Trầm Hàn đứng trên đài khẽ híp mắt, sau đó điểm mũi nhân phi thân trở lại gian ghế lô thông qua cửa sổ hắn vừa mở lúc nãy. Hắn xoay người đứng trong phòng, tầm mắt xẹt qua cốc lương thiên ở phòng bên cạnh, sau đó lướt qua hai người hợp hoan tông, cuối cùng dừng trên cửa sổ gian phòng của thiên cơ môn đối diện, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo chúng ta cần tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Hoàng Nghị tiền hỏi, có vị đạo hữu nào nguyện ý bước lên đây không? nơi này làm sao có tu sĩ hợp thể kỳ một người ngồi ở giữa lầu một cười nhạo nói người nghĩ buổi đấu giá này lớn lắm à hợp thể hậu kỳ được không tân thẩm chi bước ra từ một góc nhìn có vẻ đã đứng đó từ lâu dịch huyền nhìn thấy tân thẩm chi một đầu tóc bù xù xuất hiện dưới lầu một thấp giọng hô nhị sư phụ sư đệ sao nhị sư phụ của đệ không đi cùng đệ đến đây hạ nhĩ tò mò hỏi dịch huyền nắm kiếm rũ mắt đệ không có nói với ông ấy hắn vốn quen chuyện gì cũng im lặng không chia sẻ với ai hoàng nhị tiền lập tức nói tất nhiên có thể hắn cũng biết buổi đấu giá như thế này tu sĩ cảnh giới cao hiếm khi tới ngài thu lực một chút là được tân thẩm chi vừa lộ diện đầu tóc xõa tung như tổ chim của ông cũng đủ khiến cho mọi người trong tử lâu biết ông là ai Ngô kiếm phái tân kẻ điên. Nhân vật siêu quần của tông môn đại bỉ hơn 200 năm trước, một lần suýt chút nữa đã bức cho Côn Luân mất đi vị trí đứng đầu. Trong trận đấu cuối cùng của đại bỉ năm ấy, ông chỉ dùng một thanh kiếm mà ép cho đại đệ tử Côn Luân phải tung ra hết mọi pháp khí trên người, tùy bài nhưng vinh. Năm đó, tông chủ ngô kiếm phái từng bảo ông mang theo pháp khí hộ thân nhưng tân thẩm chi không nghe, một người một kiếm đánh đến trận cuối cùng và chính trận chiến chung cuộc đó đã đánh ra cái tên tân kẻ điên thứ này cầm lên cũng khá chắc tay tân thẩm chi cầm bát kỳ biến ước lượng nói so với lục trầm hàn thì ông hiển nhiên càng nhanh chóng lĩnh ngộ được tám mức độ biến hóa của bát kỳ biến ông đứng giữa tám khối thí luyện thạch còn lại chỉ trong một chớp mắt mọi người thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy ông ra tay thế nào thì tám khối đá có thể chịu được một kích toàn lực của hợp thể kỳ toàn bộ vỡ vụn Tân thẩm chi cúi đầu nhìn bát kỳ biến trong tay một lần nữa trở về hình dáng que cười lửa. Pháp khí ngày nay dùng cũng khá tốt đấy. Có thể nhận được lời khen của cao thủ hợp thể kỳ, Hoàng Nhị Tiền vui mừng không thôi, phảng phất như là đang khen hắn vậy. Gương mắt vốn dĩ khô gầy nay cười tô tuét thì càng giống một quả vải khô. Tân thẩm chi thử xong thì quay về góc vừa nãy, ông cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đồ đệ bảo bối đang đứng ở kia đồ đệ tân thẩm tử bước nhanh qua nhị sư phụ dịch huyền hỏi sao người lại đến đây hôm nay không phải đấu giá pháp khí của thiên cơ môn sao ta nghĩ con sẽ tới nên cũng đến xem tân thẩm chi vừa cào tóc vừa nói dịch huyền gật gật đầu không hỏi gì thêm nữa cũng không trở lại trên lầu hắn đứng đây bồi tân thẩm chi cũng xem đấu giá trên đài Vậy là mọi người đã thấy rõ vì sao bát kỳ biến được bình chọn đệ nhất bách thanh bảng. Hoàng nhị tiền đứng ở giữa đài tùm tìm cười nói, bởi vì không có hạng nào cao hơn nữa. Nghe được lời này của hắn, có vài người ở lầu một nhịn không được suy một tiếng, tuy nhiên thật sự lại không có lời nào để phản bác. Pháp khí mà đến cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng có thể dùng thì đã vượt xa trình độ của Bách Thanh Bảng. Pháp khí tốt cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, mua một kiện thiếu một kiện. Hoàng nhị tiền đặt bát kỳ biến trở lại trên bàn. Các vị, giá khởi điểm của bát kỳ biến là 9 vạn 9999 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không có giới hạn. Trên lầu 3, Liên Liên nghe thấy giá khởi điểm thì không khỏi bật cười thành tiếng, này thật là không nhiều không ít, rất vừa vặn, nàng dẫn đầu ra giá, 10 vạn linh một. Vừa rồi chúng ta ra giá 15 vạn lận. Mai cửu nhân thò đầu ra, gõ gõ cửa sổ phòng sát vách. Liên liên đẩy cửa sổ ra, một tay chống lên bệ nói, quan trọng là ở chỗ tham dự có biết không hả? Được, vậy 15 vạn linh một. Mai cửu nhân quay đầu hô. 16 vạn linh một. Từ trình ngọc ra giá. Các tu sĩ dưới lầu dần an tĩnh lại nhìn các đại tông môn cạnh tranh, mỗi lần tăng cả vạn thượng phẩm linh thạch, đây không phải kèo mà bọn họ có thể bon chen. 17 vạn, vạn Phật Tông Phật Tử Cốc Lương Thiên bỗng nhiên cũng ra giá. Dưới lầu có người nhịn không được nói, đệ tử các đại tông môn thật đúng là dư tiền, vạn Phật Tông không phải chỉ dùng pháp trượng và tràng hạt thôi ư. Tranh mua bát kỳ biến về làm gì? Người thật đúng là đầu to óc như trái nho, bát kỳ biến sớm không đấu giá muộn không đấu giá mà lại tổ chức ngay sau khi cửa thứ hai kết thúc, trước khi cửa thứ ba bắt đầu là vì sao, là vì uy lực của nó lớn như vậy, nói không chừng có thể lật ngược được kết quả thi đấu. Có nó trong tay tuy không chắc có thể lấy được hạng nhất nhưng để nằm trong nhóm ba người đầu tiên hẳn là rộng cửa. Không sai, Côn Luân và Vạn Phật Tông nhất định sẽ không muốn các tông phái khác mua được. Lại nói, Diệp Tố Thiên Cơ môn sao không giữ lại pháp khí này cho bản thân, ta nhớ rõ nàng ta cũng đã lên tới Nguyên Anh hậu kỳ nhưng chưa có pháp khí cố định nào. Ai biết? Lục Trầm Hàn nghe được rõ ràng thanh âm mọi người xì sầm bàn tán trong tửu lâu, hắn nhìn mấy tu sĩ đang bắt quái, ánh mắt trầm xuống. Một lát sau hắn nhìn hoàng nhị tiền dưới đài, chuẩn bị ra giá. 30 vạn. Lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên từ góc lầu hai. Cả tửu lâu tức khắc im phăng phắc các tu sĩ bị mức giá này làm cho chấn động. Lục Trầm Hàn đứng bên cạnh cửa sổ, không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm gian phòng ở lầu hai kia, hắn là một hóa thần sơ kỳ thế mà lại chưa từng phát hiện bên trong có người. Là ai? Lúc này, trên lầu ba phá lệ trầm mặc, đệ tử các đại tông hiển nhiên cũng không phát hiện gian phòng ở lầu hai đó có người. Điều này nói rõ một chuyện, đối phương hoặc là đã dùng pháp bảo gì đó ngăn không cho người khác nhìn trộm, hoặc là thực lực đã vượt xa tất cả mọi người trong tửu lâu. 3, 30 vạn lần thứ nhất. Giọng nói của Hoàng Nghị Tiền thậm chí có chút phát run, mức giá đưa ra tăng lên quá phi mã, trước khi bắt đầu đấu giá hắn còn nghĩ không biết có được 20 vạn thượng phẩm linh thạch không. Các tông ở lầu 3 không ai ra giá nữa, lực chú ý toàn bộ đã bị người trong gian phòng ở lầu 2 hấp dẫn. 30 vạn lần thứ hai, Hoàng Nhị Tiền vừa hô tim vừa nhảy bùm bụp. Bù. Đệ tử các đại tông môn trên lầu trực tiếp bỏ cuộc. Hoàng Nhị Tiền thấy không ai ra giá khác nữa, dùng hết sức gõ búa gỗ xuống bàn. 30 vạn thượng phẩm linh thạch thành giao. Mọi người dưới lầu suýt xoa không thôi, bách kỳ biến vậy mà có thể bán được với giá cao như vậy. Mấu chốt là không biết gian phòng ở lầu 2 đó là người tông môn nào có thể nhẹ nhàng lấy ra 30 vạn thưởng phẩm linh thạch, trong nhà có linh quạng à. Khách quan có một cơ hội để đổi ý. Hoàng nhị tiền chỉ vào bát kỳ biến trên bàn, xin mời tiến lên dùng thử. Lời này vừa dứt thì Lục Trầm Hàn và Cốc Lương Thiên đều đồng loạt nhìn chầm chầm về gian phòng ở lầu 2, chờ người bên trong bước ra, bọn họ muốn biết đó là ai. Không cần. Thanh âm từ gian phòng lầu 2 một lần nữa truyền ra, từ đó có thể nghe ra một sự bình tĩnh cực hạn. Sau khi vật phẩm cuối cùng đã tìm được chủ nhân thì buổi đấu giá cũng kết thúc. Theo quy trình thường thấy thì giao dịch sẽ được thực hiện ở phía sau, trong phòng có đường để người mua trực tiếp đi thẳng ra hậu đài. Khi mọi người đều cho rằng không thể thấy được người ở trong phòng lầu 2 thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người bên trong bước ra. Lục Trầm Hàn vốn chuẩn bị rời đi, thoáng quay đầu nhìn lại nhìn người người trong phòng đi ra thì trong mắt hắn không khỏi co rụt. Là người bồng lai. Hai người với diện mạo cực kỳ bình thường, một trước một sau ra khỏi phòng, thanh y châm gỗ, nếu đứng giữa đám người thì cơ bản sẽ không thể nhớ rõ mặt họ. Người bồng lai sao lại rời núi? Tân thẩm chi nhíu mày nhìn hai người nọ. Bồng lai? Dịch huyền tất nhiên biết bồng lai là nơi trung tâm nhất của cả phù thế đại lục, nhưng trừ việc này thì hắn chưa từng nghe qua những chuyện khác người bồng lai không dễ dàng rời núi rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì khó có khi tân thẩm chi có thần sắc nghiêm túc mà còn không phải là chuyện nhỏ dịch huyền nhìn hai người đang bước xuống thang lầu gương mặt cực kỳ bình thường bình thường đến độ chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì liền sẽ không nhớ nổi bộ dáng của họ đồ đệ ta về trước tân thẩm chi vỗ vai dịch huyền phải báo cho tông chủ một tiếng. Dạ, dịch huyền vừa đáp lời, quay đầu lại đã thấy tân thẩm chi đã biến mất tại chỗ. Hai người bồng lai đi đến giữa đài, lấy ra một túi linh thạch, 30 vạn, còn không giao bát kỳ biến cho chúng ta. Hoàng nhị tiền nhận lấy túi linh thạch, dùng linh lực tra xét một chút liền bị số linh thạch bên trong làm cho lóe mắt. Hắn xoay người đưa bát kỳ biến cho đối phương, đây là bát kỳ biến của ngài hai người bồng lai nhận lấy, xoay người rời đi từ cửa chính, họ hòa vào trong dòng người ngoài cửa, trong tích tắc không ai còn có thể tìm ra. Đây là, sao lại là người bồng lai? Mai cửu nhân vuốt vuốt ngực chấn tĩnh lại, hay là đã xảy ra chuyện gì? Người bồng lai khó nhận ra những cũng dễ nhận ra, lúc nào cũng mặc thanh y, dùng châm gỗ vấn tóc, người nào người nấy đều trông rất bình thường, lẫn vào trong đám người là vô phương tìm được. Diệp Tố vừa bước ra khỏi phòng, nghe thấy Mai Cửu Nhân nói thì không khỏi hỏi vì sao lại nói như vậy. Bồng Lai thiện tính, liên liên từ phòng cách vách bước ra, tự vào cửa nói, bọn họ rời núi có nghĩa đã có chuyện gì đó xảy ra, hoặc là sắp xảy ra. Mã Tòng thu chen vào bổ sung, cái này ta biết, bọn họ nổi tiếng nhất là chuyện đã tiên đoán được thần vẫn kỳ. Lúc ấy không một ai tin hết chờ đến khi chư thần ngã xuống thì từ đó thật sự tu chân giới không còn một ai có thể phi thăng thành thần. Bởi vì người bồng lai đột một xuất hiện nên lục trầm hàn và cốc lương thiên đã sớm rời đi, đệ tử của các tông môn khác cũng gấp rút trở về, xem tông môn có tin tức gì không. Nhan hảo chuẩn bị rời khỏi thì bị Diệp Tố gọi lại. Ta có việc muốn nhờ cô giúp một chút. Diệp Tố mỉm cười nói. Chương 113 Luân chuyển tháp. Trong phòng. Các ngươi muốn biến thành bộ dáng của mấy người ngồi ở dưới lầu một lúc nãy. Nhan hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn hỏi. Diệp tố gật đầu, có loại ảo thuật như thế hay không? Nhan hảo chỉ đứng ở đó, chẳng làm gì mà chỉ đáp, xong rồi đấy. Mấy người thiên cơ môn sửng sốt, hạ nhĩ quay sang nhìn mặt diệp tố, đôi mắt trừng lớn, đại sư tỷ. Gương mặt của Diệp Tố đã biến thành một nam nhân trong nhóm người đó, ngay cả quần áo cũng đã thay đổi. Cả Lữ Cửu và Dịch Huyền, còn có Du Phục Thời, tất cả bọn họ đều đã đổi thành một bộ dáng xa lạ khác. Diệp Tố mượn gương của Tam sư muội, nàng nhìn bản thân trong gương, quả thật hoàn toàn đã biến thành một nam nhân. Một canh giờ sau sẽ khôi phục lại như ban đầu. Nhan Hảo nhìn tờ danh sách đấu giá trong tay Diệp Tố, cái này cô có cần dùng nữa không? Không cần. Diệp Tố đưa danh sách đấu giá cho nàng. Nhan Hảo nhận lấy, nàng thu quạt lông hồng phấn lại, sau đó xé tờ danh sách ra làm bốn, chia cho ba người Minh Lưu Sa ở phía sau, xong. Minh Lưu Sa cầm hai mảnh giấy, trong nháy mắt hai bên người của cậu liền xuất hiện một Diệp Tố, cùng với một du phục thời, bên người Tây Ngọc và Hạ Nhĩ cũng đột nhiên xuất hiện dịch huyền và lữ cửu các đệ tử thiên cơ môn trong phòng đều trợn mắt há mồm. Hạ nhĩ hưng phấn rỗi tay chọc chọc dịch sư đệ, bên cạnh, là người thật sao? Chỉ là ảo thuật mà thôi, một canh giờ sau sẽ mất hiệu lực. Nhan hảo một lần nữa mở quạt lông, lộ ra nụ cười thâm thúy, các ngươi muốn làm gì thì tốt nhất đi làm ngay bây giờ đi thôi. Đa tạ, Diệp Tố dẫn theo ba người còn lại đi ra ngoài theo lối thông đạo, còn bọn Minh Lưu Sa thì quanh Minh Chính Đại đi ra theo cửa lớn, bên người còn có bốn người Diệp Tố, cùng đi. Trong mắt của người ngoài chẳng có gì khác lạ. Diệp Tố mang theo gương mặt của một đại hán, đứng trong một ngõ nhỏ phóng xuất ra thần thức, một lát sau nói, bọn chúng đã tách ra rồi, có một đám đang nhận linh thạch, số còn lại hẳn là người chảm kim tông. Nàng nhìn ba người ở phía sau nói, Lữ Cửu, cô đi cùng với ta về hướng bên phải, Dịch Huyền, đệ dẫn theo tiểu sư đệ đi về hướng bên trái. Đám người này vừa rồi ngồi ở lầu một rõ ràng là được phái tới để phá đám. Chẳng qua về sau các đại tông môn đều ra mặt nên các tu sĩ khác mới dần dần dám ra giá. Tuy buổi đấu giá đã tiến hành thuận lợi nhưng những người này cũng nên bị giáo huấn. Diệp Tố cùng Lữ Cửu bước tới, thấy trong ngõ nhỏ trước mặt, mười mấy tu sĩ đang cúi đầu đếm linh thạch. Hai người khẽ liếc nhau, Diệp Tố chậm rãi đi tới. Những tu sĩ đó tất nhiên không quen biết Đại Hán, Diệp Tố, chỉ biết bọn họ tự hồ cũng chướng mắt buổi đấu giá này. Người cũng tới lãnh linh thạch à? Một người trong đó cho rằng bọn cũng cũng là được hẹn đến để nhận linh thạch, nhưng mà người nọ đi rồi. Ta không làm chuyện thấp kém như nghe sai khiến rồi lãnh linh thạch như các ngươi. Diệp Tố nói với một thanh âm ồm ồm nếu muốn linh thạch thì lão tử trước giờ chỉ biết trực tiếp đoạt. Nàng vừa nói xong thì có tên phát hiện nàng không có hảo ý, quay đầu định bỏ chạy. Kết quả lữ cửu bước ra từ đầu còn lại, đi đâu? Các ngươi là ai? Không phải cũng muốn phá buổi đấu giá giống bọn ta sao? Các tu sĩ nọ chen ở bên nhau hoang mang hỏi. Chúng ta chỉ là thấy chướng mắt các ngươi đấy, thì làm sao? Mặt diệp tố đầy dâu quay nón, giống hệt như nam nhân ngồi gần mấy tu sĩ này ở lầu một nhìn không ra có gì khác thường chỉ bằng hai người các ngươi một tu sĩ cả giận nói các huynh đệ sông lên thời gian một chén trà nhỏ trôi qua số linh thạch của mấy tên tu sĩ vừa mới lãnh lúc trước đã bị đoạt sạch sẽ người thì mặt mũi bầm dập nằm la liệt trên mặt đất trong ngõ nhỏ xin đừng giết bọn ta một tên tu sĩ đang lăn lộn trên mặt đất Thấy Diệp Tố tới gần thì thân thể không nhịn được run lên, dối rít xin tha. Diệp Tố ném túi linh thạch cướp được cho Lữ Cửu đứng ở đằng sau. Nàng khom người nói với tên tu sĩ bị đánh đến không mở nổi mắt, chăm chỉ tu luyện, sớm ngày quay về chính đảo. Các tu sĩ nằm bẹp trên mặt đất. Các ngươi sao không tự khuyên mình ấy? Chật, nhiều linh thạch như vậy, làm ăn có vẻ cũng không tệ nhỉ. Lữ cửu ước lượng túi linh thạch trong tay nói chúng ta đi hai người diệp tố vòng vèo vài vòng mới quay về vị trí cũ đợi dịch huyền và du phục thời trở lại ở đầu còn lại du phục thời và dịch huyền cũng đã yên lặng đi theo một nhóm người khác tu sáu của đám người này rõ ràng cao hơn đám tu sĩ vừa nãy một chút bất quá vẫn không phát hiện ra có người đi theo ở phía sau không cần khắp huyết kiếm người ra tay được dịch huyền hỏi du phục thời du phục thời liếc nhìn hắn một cái sau đó đột nhiên xuất hiện ở phía sau đám người một cách quỷ mị tung ra tấm da thú chùm bọn chúng từ đầu đến chân trói chúng lại với nhau kín mít dù phục thời xoay người người động thủ dịch huyền cho nên vừa rồi đại sư tỷ chia pháp khí là cũng đã tính trước hết rồi những người đó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người ra tay với bọn họ vừa rồi bọn họ cũng có đấu giá món nào đâu các tu sĩ bị da thú bọc lấy ra sức dẫy dừa muốn phá vỡ thế kềm kẹp thế nhưng càng dãy thì lại càng bị siết chặt lúc này dịch huyền đi tới pháp khí trong tay hắn thập phần đơn giản một cái chuông và một cây gậy thô to cái chuông vốn lơ lửng trên lòng bàn tay hắn đột nhiên bay ra ngoài trong nháy mắt biến to trùm lên những tu sĩ đang bị gia thú bó chặt dịch huyền đi đến trước mặt chuông cúi đầu nhìn cây gậy trong tay hắn rót linh lực vào trong nháy mắt cây gậy cũng biến to ra hắn cầm một đầu xoay người nhìn du phục thời ngươi cầm đầu còn lại du phục thời không quá tình nguyện bước qua cầm lấy đầu kia của gậy ban đầu hai người không quá thuần thục gõ chuông không được điều tay nhưng mà theo thời gian dần trôi hai người dần dần cảm nhận được một cảm giác vui sướng kỳ dị trong đó du phục thời và dịch huyền mỗi người ôm một đầu gậy đánh vào chiếc chuông khó có lúc hai người ở chung lại hài hòa được đến như vậy Chiếc chuông không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Diệp Tố đã nói, thành âm đều bị giữ lại bên trong, chuyên dùng để đối phó các tu sĩ bị bó bên trong gia thú. 50 cái, đủ rồi. Dịch Huyền chủ động dừng lại. Dịch Huyền thu nhỏ gậy, đồng thời cũng thu lại chuông, các tu sĩ ở bên trong té trên mặt đất, nằm chồng lên nhau, lỗ tai của tên nào cũng không tránh được chảy máu. Dù phục thời cũng thu hồi gia thú, nhưng vào lúc này một tên trong số đó đột nhiên nghiến răng chồm tới, công kích về phía hắn. Dịch huyền đứng bên cạnh phản ứng cực nhanh, đá một chân khiến tên nọ văng ra xa. Dù phục thời vừa thu xong ra thú, quay đầu nhìn tên vừa bị đá ra xa, nghĩ nghĩ rồi nói với dịch huyền, lần sau gõ 60 cái đi. Hai đám người này một bị đánh một bị cướp, hôm sau tất nhiên là muốn báo thù, vừa gặp nhau liền xông vào sống mái đương nhiên chuyện này chẳng có gì liên quan đến thiên cơ môn cả buổi đấu giá vừa kết thúc bọn họ đã cùng nhau rời khỏi từ lâu các đệ tử thông qua cửa thứ hai có một tháng để nghỉ ngơi trong thời gian này ngoài trừ buổi đấu giá bát kỳ biến thì đệ tử của các tông môn hầu như chẳng bước ra khỏi cửa ai cũng đều giúp trong viện của chính mình tập trung tu luyện còn xác định đó là người bồng lai Tông chủ vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nhìn về cốc lương thiên đứng ở bên dưới hỏi. Xác định, cốc lương thiên một tay lần chàng hạt, gương mặt mảnh khảnh cực kỳ bình tĩnh, lục trầm hàn cũng có mặt ở đó. Mấy ngày nay những người khác cũng không thấy có động tĩnh gì. Tông chủ vạn Phật Tông như suy tư gì đó, để ta phái thêm người đi điều tra. Tuy nhiên thám tử còn chưa rời khỏi địa phận Côn Luân thì Phong Trần đại nhân đã triệu tập tông chủ các đại tông đến đại điện Côn Luân. Lần tông môn đại bỉ lần này, người phụ trách dẫn đệ tử Đan tông đến đây vốn chỉ là một vị trưởng lão, nhưng vì tông chủ của bọn họ nghe được tin người bồng lai xuống núi nên tức tốc từ bổn tông chạy đến. Đại điện Côn Luân, hẳn là trong lòng các vị đều biết nguyên nhân đại khái vì sao ta mời mọi người đến đây. Phòng Trần Đạo Nhân nói đoạn nhìn sang một bên của đại điện, Lục Trầm Hàn bước ra, Trầm Hàn đã gặp được người bồng lai. Tông chủ hợp hoan tông Ngô Nguyệt nâng lên chung trà che đi khóe miệng khẽ nhếch lên của bà. Đệ tử các tông đều gặp qua người bồng lai, nói giống như chỉ có một mình Lục Trầm Hàn phát hiện ra vậy. Đạo Nhân đã biết được tin tức gì ư? Tông chủ thượng khuyết tông chắp tay hỏi. Côn Luân cũng giống với các tông các phái khác mà thôi, kết giao với Bồng Lai không sâu. Phong Trần đạo nhân nhìn một vòng chung quanh sau đó nói tiếp, bất quá lần này, tông môn chúng ta xác thật có một tin tức. Các tông chủ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía ông, chờ câu nói kế tiếp. Theo thông lệ hàng năm của tông môn đại bỉ, 10 người đứng đầu có cơ hội đến luân chuyển tháp một chuyến. Phong Trần đạo nhân nói, Bồng Lai sẽ có mặt ở đó. Bọn họ xuống núi là vì luân chuyển tháp sao? Tông chủ Ngô Kiếm phái Chu Kỳ nhíu mày hỏi: "Trước giờ Bồng Lai rời núi đa phần đều là chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Có phải các đệ tử xảy ra vấn đề gì không, hay là có chuyện gì khác nữa?" Tông chủ Ngũ Hành tông lập tức hỏi. Chi tiết thì Bồng Lai không nói, chỉ đưa một phong thư lại đây. Phong Trần đạo nhân nhấc tay, một người liền nhìn thấy một con tiên hạc bằng giấy chậm chậm mở ra. Sau tông môn đại bỉ, khi vào luân chuyển tháp, bồng lai sẽ trình diện. Nguyên nhân cụ thể có lẽ phải chờ sau khi đại bỉ kết thúc mới có thể xác định. Phong trần đạo nhân thu hồi tin hạc, vậy nên mong các vị tông chủ sớm bảo các đệ tử chuẩn bị chu đáo, không nên để thất lễ trước mặt người bồng lai. Sau khi trao đổi xong hiển nhiên yêu cầu của các tông đối với đệ tử lại cao hơn một chút, mặc dù không lấy được đệ nhất nhưng cũng phải ít nhất giành được danh ngạch tiến vào luân chuyển tháp. Luân chuyển tháp, Diệp Tố ngồi xổm dưới đất sửa sang lại các loại tài liệu, nàng ngẩng đầu hỏi từ Trình Ngọc, đó là cái gì? Sau khi tông môn đại bỉ kết thúc, vị trí 10 người đầu tiên có cơ hội được tiến vào luân chuyển tháp một chuyến. Từ Trình Ngọc giải thích, bên trong đó có tảng thư các, kiếm phổ, thư tịch về phù chú, chỉ cần là thứ cô có thể nghĩ đến thì bên trong đều có, ngoài ra mỗi người còn được phép mang một đồ vật ra khỏi tháp. Diệp Tố buông tài liệu trong tay, đứng dậy, có chuyện tốt như vậy. Nàng cho rằng tông môn đại bỉ chỉ là một lần so thực lực của các tông môn, dành nhau một cái danh hão mà thôi. Không có nhiều người bên ngoài biết về luân chuyển tháp. Từ Trình Ngọc chỉ chỉ vào Chu Vân và Mã Tổng Thu bên cạnh, thậm chí trong đại tông môn cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới được biết mà thôi. Mười người đứng đầu có gì khác nhau hay không? Diệp Tố ngồi xuống hỏi. Từ Trình Ngọc cười cười, không hổ là Diệp Tố, nắm bắt vấn đề mấu chốt rất nhanh, hắn gật đầu, có, đệ nhất có thể ở bên trong một năm, đệ nhị nửa năm, đệ tam ba tháng, những người còn lại chỉ được một tháng. Diệp Tố nhìn thẳng vào hắn hỏi, còn có điểm đặc biệt nào nữa không? Trong tháp có tổng cộng 9 tầng, một tầng đều có hạn chế, 10 người đứng đầu trong các đợt tông môn đại bỉ cho đến nay, chưa có người từng lên đến tầng cuối cùng, kỷ lục cao nhất là tầng thứ 8 chỉ có vài người từng bước lên đến đó. Sư phụ đệ lên đến tầng thứ mấy? Dịch huyền đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Từ trình ngọc nghĩ nghĩ nói, tân trưởng lão hình như ở tầng thứ bảy một tháng, thời gian còn lại là ở sáu tầng dưới. Ông ấy cũng không lên được tầng thứ tám sao? Lữ cửu tò mò hỏi. Trong mắt nàng thì tân trưởng lão đã cực kỳ xuất chúng. Không có lên, những người từng bước lên tầng thứ 8 đều là những đại năng đã độ kiếp phi thăng. Từ Trình Ngọc nói: "Đại sư tỷ, đệ cảm thấy tỷ nhất định sẽ lên được tầng thứ 9." Hạ Nhĩ ngồi xổm cạnh bàn, tay còn cầm một thanh cốt thú, lỗ tai dựng lên cao chăm chú nghe mọi người nói chuyện, hắn kiên định nói: "Sau đó độ kiếp phi thăng." Diệp Tố cười một tiếng, "Đầu tiên phải vào được 10 người đầu tiên đã." 10 vị trí đầu chỉ là mỗi nhất định tỷ sẽ lấy được. Hạ nổ nổ cực kỳ tự tin nói. Đỉnh tháp nhất định sẽ không dễ lên như vậy, chỉ là không biết bên trong có những thứ gì. Diệp Tố cảm thấy rất hứng thú với những quyển thư tịch mà từ Trình Ngọc nhắc tới. Vì để xem được nhiều sách quý bên trong, ở cửa thứ ba sắp tới nàng phải nỗ lực hơn mới được. chương 114 Lá thăm trống Đảo mắt một tháng đã trôi qua, cửa thứ ba rốt cuộc bắt đầu. Khi bước vào sân thi đấu, Diệp Tố nhìn thấy Ninh Thiển Giao thì không khỏi nhướng mày, tiểu sư muội lại tăng cảnh giới, lên đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh. Thật ra tình trạng trước mắt đã có điểm khác với nguyên tắc Diệp Tố nhớ rõ trong nguyên tắc nam chủ phải đến cửa cuối cùng mới có thể tiến lên hóa thần kỳ, nhưng hiện tại chỉ mới sau cửa thứ nhất hắn đã tiến dai. Thân truyền đệ tử hợp hoan tông cũng không xảy ra chuyện nguyên tác không viết tỉ mỉ về những người bước vào vòng đấu cuối cùng, chỉ nói sơ lược về vài đệ tử của các đại tông cùng với ninh thiển giao và giản hồ của vô danh tông. Quan trọng nhất là trong nguyên tác không hề nhắc đến luân truyền tháp. Sau khi tông môn đại bỉ kết thúc, thì nam nữ chủ liền dắt nhau đi các phương rèn luyện, trải qua một loạt sự kiện bị thương, tranh đoạt thiên tài địa bảo, tiến giai, trảm ma vân vân, hai người rốt cuộc ở bên nhau. Đại sư tỷ. Ninh Thiển Giao thấy được tầm mắt của Diệp Tố, lập tức nở nụ cười tươi đi về phía nàng. Cửa thứ ba sắp bắt đầu rồi, Thiển Giao có chút căng thẳng. Đại sư Tỷ cũng căng thẳng. Diệp Tố cảm thấy da gà toàn thân dựng đứng hết cả lên. Lần đầu tiên tiểu sư muội dùng giọng điệu mềm nhẹ như vậy nói chuyện với nàng. Đại sư Tỷ, Ninh Thiển Giao tới gần, duỗi tay ôm lấy cánh tay Diệp Tố, hai mắt mở to như phát hiện chuyện gì lạ lắm vậy không ngờ tỷ cũng sẽ căng thẳng. Không, đại sư tỷ chính là bị ngươi làm cho căng thẳng đấy. Diệp Tố đang suy nghĩ phải rút tay ra như thế nào thì khớp huyết kiếm bỗng nhiên từ phía sau vọt tới, sát khí đằng đằng không chút nào che giấu. Ninh Thiển Giao cảm nhận được, nhanh chóng buông Diệp Tố ra, liên tục lui về sau vài bước. Khớp huyết kiếm dừng lại đứng bên cánh tay Diệp Tố, thành công giải vây cho đại sư tỷ. Dù phục thời đứng ở phía sau cùng với Dịch Huyền, tuy nhiên tư thế đứng thẳng thốn của hắn ngược lại biểu thị ra hắn đang rất không kiên nhẫn. Tiểu sư đệ khống chế kiếm còn chưa quá thành thục, Diệp Tố chân thành giải thích với Ninh Thiển Giao: Thanh kiếm này có chút thích chạy loạn khắp nơi. Không sao. Ninh Thiển Giao lắc đầu ra vẻ không quá để ý. Nàng ta càng như vậy ra đầu Diệp Tố càng tê dại nữ chủ không đi tìm nam chủ đi sao cứ lượn lờ xung quanh nàng. Người vào được cửa thứ ba không một ai là không lợi hại. Ninh Thiển Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, nếu chúng ta có thể giành được 10 vị trí đầu tiên thì trưởng môn nhất định sẽ rất cao hứng. Diệp Tố, ư ừ. cũng may lúc này các tông chủ đại tông đã đến nơi, gián tiếp giúp Diệp Tố có thể cách xa Ninh Thiển Giao. Ở vòng 3 sân thi đấu đã có chút cải biến, ở giữa sân dựng lên 15 lôi đài, các đại tông chủ ngồi ở trên đài cao nhất, những người khác thì ngồi vòng quanh các lôi đài để quan sát. Trên đài cao ngoại trừ 5 vị tông chủ của các đại tông thì lần này còn nhiều thêm tông chủ của đan tông. Số đệ tử dự thi của vòng cuối cùng này tổng cộng có 31 người. Phong Trần đạo nhân vừa nói vừa nhìn về 31 người dưới sân, trước tiên chúng ta sẽ tiến hành rút thăm lão nhân tóc nâu cầm ra một ống ngọc đựng các lá thăm, mỗi người rút một cái, con số ở sau lá thăm chỉ lôi đài tương ứng mà người đó phải thi đấu. Ông nói xong thì đứng im trên đài, chờ mọi người bước lên bốc thăm. Đừng bốc chúng người một nhà, đừng bốc chúng người một nhà. Mã Tổng thu chắp tay trước ngực thấp giọng khấn. Càng nói càng sẽ trúng đấy. Chu Vân dội một gáo nước lạnh. Phỉ phui cái miệng của muội nhất định sẽ không. Mã Tổng Thu tiến lên rút một lá thăm nhưng không dám nhìn vội là số mấy. Ta số 6. Từ Trình Ngọc hỏi Chu Vân và Mã Tổng Thu, hai đứa bốc chúng lôi đài nào rồi? Muội số 4. Chu Vân nói. Mã Tổng Thu nhắm một bên mắt, khẽ hé ngón tay đang nắm lá thăm sau đó lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đệ số 11. Đệ cũng số 11. Dịch Huyền đứng bên cạnh Mã Tổng Thu, nhàn nhạt nói mã tòng thu, xong luôn. Mỗi người tiến lên bốc thăm ai cũng hối hả kiểm tra xem có đụng phải đồng môn không. Trùng hợp thật, chúng la lại một lần nữa cùng lôi đài. Liên liên nhìn lá thăm bằng ngọc trên tay Trình Hoài An nói. Ngón tay Trình Hoài An sờ sờ chữ số một, trên lá thăm, trong mắt mang theo ý cười. Hơn 10 năm trôi qua chúng ta lại một lần nữa cùng đứng trên một lôi đài đối thủ trong trận đấu khiến Liên Liên thành danh trong giới phủ sư cũng chính là Trình Hoài An. Khi Liên Liên tuyên bố muốn từ bỏ phủ chú, hắn đã từng cho rằng hai người sẽ không bao giờ có một ngày như thế nữa. Trên lá thăm của ta không có chữ. Dù phục thời bốc thăm xong thì đi đến bên cạnh Diệp Tố nhỏ giọng nói. Hắn tuy rằng biết không quá nhiều chữ nhưng đôi mắt thì siêu sáng nhé. Lá thăm của hắn rõ ràng trống không. 31 người nhưng ở đây chỉ có 15 lôi đài. Diệp tố nhướng mày, tiểu sư đệ, đệ hẳn là có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Nàng nhớ rõ số người vào đến cửa thứ ba cũng là số lẻ, Ninh Thiển Giao trực tiếp rút được lá thăm trống, thẳng tiến sang vòng tiếp theo. Hiện tại phần vận may đó vậy mà lại bị tiểu sư đệ cầm lấy. Quả nhiên, chờ sau khi mọi người bốc thăm xong, lão nhân tóc nâu mới lên tiếng, trong đó có một lá thăm trống, người rút chúng thì vòng này không cần thi, nộp lá thăm lên đây là được. Dù phục thời bước lên giao lại lá thăm, thành công chiếm được sự chú ý của mọi người. Vận may cũng là một loại thực lực. Lão nhân tóc nâu nhìn về phía 30 người còn lại nói, các ngươi hiện tại hãy bước lên lôi đài ứng với lá thăm của mình, sau đó thi đấu chính thức bắt đầu. 30 người tản ra đi tìm lôi đài của chính mình. Đại sư Huynh, Chu Vân vừa mới bước lên lôi đài số 4, quay đầu nhìn lại liền ngây ngẩn cả người. Đối thủ của từ trình ngọc thế nhưng lại là lục trầm hàn. Năm nay ngô kiếm phái các người đừng nói sẽ không có ai tiến vào được 10 người đầu tiên đó. Tông chủ thượng khuyết tông nhìn Chu Kỳ nói, mấy nhóc này thấy đứa nào đứa nấy đều không quá may mắn. Tầm mắt của Chu Kỳ dừng trên người Chu Vân đang đứng đối diện với một đệ tử thượng khuyết tông, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, huống chi, dịch huyền cũng là đệ tử ngô kiếm phái chúng ta. Lúc này, 30 người toàn bộ đã đứng trên lôi đài. Đối thủ của Diệp Tố là Giản Hồ, du phục thời đứng ở dưới lôi đài, chờ nàng. Ninh Thiển Giao và Giản Hồ đã ký khế ước cộng sinh, cảnh giới của hắn cũng đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, ngang bằng với cảnh giới của Diệp Tố. Theo tiếng chuông vang lên, cửa thứ ba chính thức bắt đầu. Lần này giản hồ cẩn thận hơn không ít, chỉ cần Diệp Tố ném phù thì hắn nhất định phải hủy đi lá phù ấy, chỉ là cảnh giới của hai người không có tranh lệch. Lần trước Diệp Tố còn có thể khiến hắn sứt đầu mẻ chán thì hồn chi hiện tại cảnh giới của hai người tương đồng. Diệp Tố cầm trong tay một cây cung không dây, nàng dậm một chân xuống đất, nhảy lên kéo cung, linh lực hóa thành mũi tên bắn về phía cầu linh lực mà giản hồ ném tới nàng không cần đổi mũi tên chỉ cần đặt tay lên thân cung thì linh lực liền sẽ hiện thành tên khi buông tay thì chúng nó sẽ lập tức được bắn ra linh lực của hai người thay phiên đánh lên kết giới bao quanh lôi đài khiến cho kết giới không ngừng lắc lư chấn động giản hồ nhìn chằm chằm diệp tố trên không trung ánh mắt hiện lên vẻ hung ác cô ta là người ninh ninh ghét nhất giết cô ta giết cô ta diệp tố nghiêng đầu một lần nữa dương cung bắn tên ngăn cản hướng di chuyển của giàn hồ. Nhưng hắn dù gì cũng là một yêu vương, tuy rằng bị mất ký ức nhưng bản năng của thân thể thì vẫn còn đó, đặc biệt là khi yêu lực của hắn bắt đầu chuyển vòng quanh thân. Tốc độ di chuyển của giàn hồ mau đến nỗi cơ hồ không thấy rõ, mặc cho mũi tên linh lực của Diệp Tố có nhanh đến đâu thì hắn đều có thể tránh thoát. Cuối cùng lần này hắn cố ý để mũi tên sượt qua mặt, bàn tay cong lên thành chảo, lộ ra móng vuốt sông tới muốn đánh vào những chỗ yếu hại của diệp tố diệp tố thậm chí không hề chớp mắt lấy một cái cũng không né tránh tùy ý để hắn sông tới trong nháy mắt đó rõ ràng đầu móng tay của giàn hồ đã đụng đến cổ diệp tố thậm chí còn rạch ra nàng chảy máu hắn bỗng nhiên dừng lại khựng giữa không trung trợn to mắt nhìn diệp tố ở đối diện phảng phất như có một cỗ lực lượng cường đại trói chặt giàn hồ khiến hắn không thể động đậy. Không phải chỉ có phù chú mới có thể lập được pháp trận. Diệp Tố thu lại cung không dây, hơi ngẩng đầu, lùi về sau một bước, nói với Yêu Vương trước mặt, mỗi mũi tên ta bắn ra đều có mục đích cả. Mọi người lúc này mới phát hiện tất cả những mũi tên cắm trên bốn trụ, trên bề mặt của lôi đài vậy mà lại hình thành một trận pháp. Nhưng mà ngay sau đó, toàn bộ trận pháp như bị xé nát, đột nhiên nổ tung giản hồ cắn răng, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, một lần nữa hắn phóng về phía Diệp Tố, người nói quá nhiều. Khi mọi người cho rằng thế trận đã bị đảo ngược thì những mũi tên bị bắn trên mặt đài, trên cột trong nháy mắt như bị ai đó đồng loạt rút lên, bay ngược lại đâm xuyên thùng người giản hồ. Giản hồ khó có thể tin được mà cúi đầu nhìn những lỗ máu trên người, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Tố, những mũi tên linh lực lúc này lại như những sợi chỉ cuộn trở về trên ngón tay của diệp tố diệp tố mặt vô biểu tình nhìn hắn à còn một chuyện quên nói với ngươi đây không phải là linh lực mà là thần thức của ta giản hồ phun ra một búng máu sau đó giống như tất cả sức lực đã bay biến đâu mất ngã ẩm xuống trên mặt lôi đài mà lúc hắn ngã xuống lại vừa lúc đè lên số đá nhọn nhô lên do vừa rồi hắn mạnh mẽ đột phá trận pháp khiến lôi đài bị nổ tạo thành những hòn đá to nhỏ như nắm tay nhọn hoắc trong nháy mắt đâm xuyên qua người hắn có mảnh đâm qua cả tim diệp tố vừa đắp đất thấy một màn như vậy vừa rồi khi nàng thu lại thần thức đã cố ý tránh đi trái tim của hắn kết quả hắn lại tự mình nện cả người xuống ninh thiển giao vốn ở lôi đài kế cạnh giản hồ vừa ngã xuống thì nàng ta bên này cũng quỳ dạp xuống đất, hộc ra một ngụm máu lên thanh kiếm nàng ta đang cầm. Tu sĩ đối diện không hiểu lắm tình huống trước mắt như thế nào, nhưng đây rõ ràng là một cơ hội tốt, ngu mới không bắt lấy, hắn lập tức phi thân lên, muốn đâm ninh thiển giao. Lúc này ninh thiển dao chậm rãi đứng dậy, xoay ngược cổ tay lại, nhẹ nhàng vung kiếm, uy lực của thanh kiếm đột nhiên tăng lên vượt trội, chỉ một đạo kiếm ý mà thôi thế nhưng lại chém đối thủ văng khỏi lôi đài thậm chí bổ ra một lỗ hồng trên kết giới bao quanh mọi người ở dưới lôi đài đều sừng sốt không thôi các đại tông chủ ngồi trên đài cao đều bật thẳng người dậy bọn họ cảm nhận được thanh kiếm trên tay nàng ta có chút bất thường là máu tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ phát giác ra đầu tiên máu của nàng ta có một cổ sức mạnh cường đại máu có thể tăng cường uy lực của pháp khí Tông chủ hợp hoan tông nhíu mày. Ninh thiển giao lão đảo chạy nhanh sang lôi đài bên cạnh. Nàng ta quỳ xuống. Từ túi cản khôn lấy ra một viên đan dược màu đỏ đút cho giản hồ. Sau đó nâng hắn dậy khỏi đám đá vụn trên sàn. Trên người giản hồ đâu đâu cũng là máu thế mà sau khi nút xuống viên đan dược đó thì sắc mặt của hắn nhanh chóng tốt lên. Ngay cả miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại. Không ngờ nàng ta lại có xích tâm đan. Tông chủ đan tông híp mắt nhìn ninh thiền giao trên lôi đài, xem ra lai lịch của tiểu cô nương này không nhỏ. chương 115 Huyền ấm chi thể Xích tâm đan cực kỳ quý hiếm, thuộc hàng thượng phẩm đan dược, cho dù là đại tông môn cũng chưa chắc có thể tùy tiện lấy ra. Vì thế nên tông chủ đan tông mới cho rằng lai lịch của ninh thiền giao không nhỏ. Có lai lịch thế nào chứ? còn không phải cũng chỉ là một đệ tử của thiên cơ môn, hiện tại lấy danh nghĩa vô danh tông dự thi mà thôi. Lão nhân tóc nâu nói. Chuyện lục trầm hàn mang người về toàn cơ phong chữa thương đã sớm truyền khắp Côn Luân, tất nhiên bối cảnh của Ninh Thiển Giao cũng đã được điều tra rõ ràng. Nhưng mà so với lai lịch của Ninh Thiển Giao thì các tông chủ càng chú ý đến biểu hiện của Ninh Thiển Giao trên lôi đài vừa rồi hơn. Tên giản hồ vừa bị thương thì nàng ta liền vô cớ hộc máu, rất giống hai bên có khế ước cộng sinh. Tông chủ hợp hoan tông suy tư nói, điều kiện của khế ước cộng sinh là một bên phải không được là người. Ý của ngô tông chủ là, có yêu trà trộn vào đây. Tông chủ ngũ hành tông sắc mặt khó coi. Có chuyện gì cũng chờ các đệ tử đấu xong vòng này đã. Phong Trần Đạo Nhân Đạm Thanh nói. Lúc này, từ Trình Ngọc đang đối chiến lục trầm hàn trên lôi đài số 6, hai người cách nhau một cảnh giới thế nhưng từ trình ngọc vẫn chống đỡ được kiếm ý của lục trầm hàn. Diệp tố liếc mắt nhìn ninh thiển giao cùng giàn hồ trên đài, sau đó xoay người bước xuống. Dù phục thời ở dưới đài thấy nàng đi xuống thì bộ dáng đĩnh bạt ban đầu trong nháy mắt liền thả lỏng, biếng nhác đi bên cạnh Diệp Tố. Chúng ta sang lôi đài số 6 xem đi. Diệp Tố nói. Đối với kiếm tu ngoại trừ kiếm chiêu thì quan trọng nhất chính là kiếm ý, trong thế hệ kiếm tu tuổi trẻ hiện nay, kiếm ý của Lục Trầm Hàn hoàn toàn xứng đáng được xưng là trình độ hạng nhất, đặc biệt hắn đã là hóa thần sơ kỳ. So sánh với tư thế nước chảy mây trôi của Lục Trầm Hàn thì từ trình ngọc trật vật không ít, đạo bào toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn, chi chít các nhát vết thương dài tạo ra bởi kiếm khí, tuy bị lớp quần áo che đi nhưng máu không ngừng thấm ra, nhuộm đỏ đạo bào màu xanh lam. Từ Trình Ngọc phải dùng hết tất cả thủ đoạn mới có thể tránh thoát khỏi áp lực khổng lồ đến từ kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, liên tục lui về phía sau đến khi đụng đến trụ lôi đài, chỗ mắt cá chân vừa rồi bị kiếm của Lục Trầm Hàn cắt qua máu đã chảy đầm đìa thấm ướt cả giày. Hắn vừa dậm chân sông về phía trước thì liền lưu lại trên lôi đài một dấu chân máu. Từ Trình Ngọc thậm chí cũng không cúi đầu xem chân mình như thế nào, cứ thế một lần nữa tiến lên tấn công đối phương. Đại sư huynh Mã Tổng Thu vừa đánh xong liền nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy tình huống của Từ Trình Ngọc thì cả người liền trở nên căng thẳng. Hắn thua thì thua thôi, nhưng đại sư huynh thua ở vòng đối chiến đầu tiên này liền có nghĩa hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh mười thứ hạng đầu tiên. Đụng ai không đụng sao cứ cố tình lại đụng phải Lục Trầm Hàn. Từ Trình Ngọc trên đài không có tâm tư suy nghĩ nhiều đến như vậy, Hắn nhìn vào mắt của Lục Trầm Hàn, cảm nhận được rõ ràng Lục Trầm Hàn không hề xem hắn là đối thủ chân chính. Trong lòng Từ Trình Ngọc càng lúc càng bình tĩnh, máu trên cổ tay chảy xuôi xuống chuôi kiếm, lan đến thân kiếm sau đó chậm rãi nhỏ giọt trên bề mặt lôi đài. Hiện tại ngươi nhận thua vẫn còn kịp. Lục Trầm Hàn mở miệng nhưng trong khẩu khí rõ ràng mang theo sự coi thường cao cao tại thượng. Sắc mặt Từ Trình Ngọc tái nhợt, thái dương ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết, không bao giờ. Lục Trầm Hàn tự hồ cũng không kinh ngạc, hắn đã gặp qua không ít người luôn cho rằng bản thân có thể nghịch chuyển cục diện, hắn nắm lấy cô thương kiếm, thân hình nhoáng một cái vọt về phía Từ Trình Ngọc. Một kiếm này của hắn mang theo linh lực mênh mông cuồn cuộn, kết giới bao quanh lôi đài cũng bị chấn động phát ra tiếng ong ong, ngay cả những người đứng xem dưới lôi đài cũng cảm nhận được uy lực to lớn của nó. Đây chính sức mạnh của Hóa Thần Kỳ. Từ Trình Ngọc vốn nên né tránh thì không những không tránh đi mà ngược lại còn nắm chặt kiếm trực kiếm sông lên đón lấy. Hắn huy kiếm lên đỡ, khi hai kiếm chạm vào nhau thì phát ra âm thanh chói tai. Lực chấn động khiến thân kiếm run lên, các vết máu trên đó cũng vì thế mà bắn tung tóe lên mặt Từ Trình Ngọc, hắn chậm chạp chớp chớp mắt, đại não trong một thoáng phảng phất như đông đặc, tuy nhiên lực dưới tay lại một lúc một mạnh hơn. Hắn thế nhưng thật sự có thể cản được thế công của Lục Trầm Hàn. Kiếm của Lục Trầm Hàn không cách nào tiến thêm được nữa, nhưng trong mắt hắn ngược lại toát ra một tia trào phúng, châu chấu đá xe. Lục Trầm Hàn lùi lại một bước, cổ tay giảm bớt lực khiến mọi người đều nghĩ hắn muốn thu thế, nhưng mà ngay sau đó hắn lại dồn lực chém về phía Từ Trình Ngọc, một kích này mang theo toàn lực của Hóa Thần kỳ. Từ Trình Ngọc tựa hồ cũng đã sớm có chuẩn bị lưỡi kiếm xoay lại, một lần nữa ngăn cản kiếm của lục trầm hàn. Keng! Giác! Trong khoảnh khắc kiếm của từ trình ngọc đụng phải cô thương kiếm nó ngay lập tức bị chém thành hai nửa. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm ý của lục trầm hàn đã ùn ùn kéo tới ngay sát phía sau, cơ hồ là nhắm thẳng ngực từ trình ngọc mà chém tới. Kiếm ý bàng bạc lạnh băng mang theo khí thế che trời lấp đất bổ tới, Mặc dù từ trình ngọc trong nháy mắt đã tạo ra vòng bảo hộ linh lực bảo vệ ngực nhưng cũng vô pháp chống đỡ. Vòng bảo hộ vỡ vụn, đạo kiếm ý nện thật mạnh vào ngực từ trình ngọc, đánh hắn bay xuống lôi đài. Cả người từ trình ngọc văng ra xa khỏi lôi đài, mắt thấy sẽ đập xuống mặt đất. Đại sư Huynh, mã tổng thu nhanh chóng quyết định nhảy lên đón người, nhưng khi tiếp được từ trình ngọc thì lực lượng của đạo kiếm ý kia cũng chưa hoàn toàn biến mất hắn thậm chí thiếu chúng nữa cũng bị hất ra sau, ngay cả bàn tay vung kiếm lên đỡ cũng đều chết lặng. Diệp Tố nhanh tay phóng ra một lá phù, dán vào trên lưng mã tổng thu mới có thể giúp hai người không bị ngã xuống cùng nhau. Đại sư Huynh, Chu Vân cũng đã đánh xong, chạy tới nửa quỳ bên người từ Trình Ngọc, gấp rút lấy đan dược từ túi cản khôn muốn đút cho hắn cầm máu. Từ Trình Ngọc đã được mã tổng thu nhẹ nhàng đỡ xuống, hắn nghiêng đầu né tránh tay Chu Vân, sau đó liền hộc ra một ngụm máu bầm, hắn nhìn chằm chằm phần đoạn kiếm vẫn còn nắm trong tay. Đại sư Huynh, Chu Vân lại một lần nữa đút đan dược cho hắn. Thật ra từ Trình Ngọc đã không còn bất luận sức lực gì, chỉ là đang căng mình chống một hơi, trước khi ngất xỉu hắn dương mắt nhìn người ở trên lôi đài. Lục Trầm Hàn đang lao kiếm của mình, hắn không dùng thanh khiết thuật mà chỉ cứ thong dong đứng đó dùng khăn tay nhẹ nhàng, chậm rãi trà lao thân kiếm. Đây hoàn toàn là tư thế của một người thắng áp đảo. Diệp Tố cúi đầu nhìn từ Trình Ngọc, mặc dù đã nuốt xuống đan dược nhưng linh lực quanh thân hắn vẫn cực kỳ hỗn loạn, không thể so được với tình huống của giản hồ sau khi ăn xích tâm đan. Ta dẫn nó trở về. Tân thẩm chi không biết từ đâu đi tới, kéo từ Trình Ngọc lên, ngự kiếm rời đi trước mắt mọi người lưu lại Chu Vân cùng Mã Tổng Thu mong ngóng nhìn theo không biết nên làm sao. Các trận sắp xong hết rồi. Diệp Tố vỗ võ bả vai của hai người, hai người dáng chờ thêm một chút. Không bao lâu sau, 15 lôi đài cơ bản kết thúc. Ánh mắt Trình Hoài An mang ý cười nhìn liên liên, sư tỷ, tỷ lại thắng. Liên liên thu phù trận, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt minh diễm mang theo ngạo khí nói, từ nhỏ tới lớn ta lúc nào mà chẳng lợi hại hơn để. Đúng vậy, Trình Hoài An hoàn toàn không phản bác. Hai người một trước một sau đi xuống lôi đài, Liên Liên đưa lưng về phía Trình Hoài An, cảm xúc kiêu ngạo trên mặt nàng nháy mắt rút đi, thần sắc ngược lại dâng lên vài phần mất mát. Trình Hoài An đã hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào luân chuyển tháp. Các đệ tử đã đánh xong rồi. Tông chủ Ngũ Hành Tông quay đầu nhìn Phong Trần đạo nhân có một số việc nên hỏi rõ ràng. Phong Trần Đạo Nhân đứng trên đài cao, nhìn hai người trên lôi đài, Ninh Tiểu Hữu các vị tông chủ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ninh Thiển Giao đang đỡ giản hồ, quan sát trạng thái của hắn, nghe thấy lời Phong Trần Đạo Nhân thì nhất thời có chút không hiểu rõ, hỏi ta cái gì? Người ngươi đang ôm trong ngực là ai? Phong Trần Đạo Nhân hỏi. Hắn tên là Giản Hồ. Ninh Thiển Giao nghiêm túc đáp lời, một đôi mắt lộc thanh triệt trong trẻo, mặc cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy nàng ta vô tội. Không phải hỏi tên của hắn. Tông chủ ngũ hành tông thập phần không vui nói, đang hỏi hắn là yêu phương nào. Không đợi Ninh Thiển Giao lên tiếng giải thích thì tông chủ ngũ hành tông lại nói, đừng nghĩ nói dối trước mặt chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta nhìn không ra hai người các ngươi có khế ước cộng sinh sao. Ninh Thiển Giao nghe vậy tức khắc trong lòng liền hoảng loạn, nàng ta đảo mắt nhìn quanh, khi đụng phải ánh mắt của Lục Trầm Hàn thì liền vội vàng rời tầm mắt, giống như nhìn nhiều thêm một chút thì sẽ liên lụy đến hắn vậy. Ta, ta không biết Tông Chủ đang nói cái gì. Ninh Thiển Giao không thừa nhận. Tông Chủ Ngũ Hành Tông còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Phong Trần Đạo Nhân giơ tay ngăn lại. Ninh Tiểu Hữu chúng ta hỏi cũng chỉ là vì tôn trọng ngươi muốn nghe ngươi tự mình nói ra đáp án. Ngữ điệu của phong trần đạo nhân trầm thấp, nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Ninh Thiển Giao còn chưa hiểu rõ ý của phong trần đạo nhân thì nhìn thấy ông vung tay lên, phóng ra một đạo linh lực hồn hậu về phía giản hồ. Cảnh giới của phong trần đạo nhân là đại thừa hậu kỳ, cách độ kiếp chỉ còn một bước, linh lực của ông vừa đánh vào trên người giản hồ thì không bao lâu sau hắn bắt đầu nảy sinh biến hóa thế nhưng lại ở trước mặt mọi người trong sân thi đấu hiện ra nguyên hình. Cử vĩ hồ, tông chủ ngũ hành tông thất thanh hô lên. Ông vốn cho rằng chỉ là yêu bình thường trốn ra từ yêu giới mà thôi. Phong trần đạo nhân phản ứng cực nhanh, vươn tay mang ninh thiển giao cùng giản hồ lên đài cao, thiết hạ kết giới, trừ vài vị tông chủ đang ngồi trên đài, những người còn lại không thể nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra bên trong bất quá mọi người trên sân sớm đã thấy rõ nguyên hình của giản hồ. Tông môn đại bỉ vậy mà lại có yêu lẫn vào. Mai cừu nhân lắc đầu tấm tắc, trong mắt mang theo thất vọng tràn trề, còn là một con hồ ly tinh, nhưng mà lại chẳng có tí xinh đẹp yêu nghiệt gì cả. Có thể kết khế ước cộng sinh với yêu, nhiều năm qua Ninh Thiển Giao vẫn là người đầu tiên. Nhan Hảo nói, từ sau khi yêu giới đóng thông đạo thì không còn yêu nguyện ý lập khế ước với tu sĩ nữa. Diệp Tố nghe mọi người xung quanh sôi nổi nghị luận, nàng khẽ nhìn mẫu tiểu sư đệ bên cạnh, hắn đang cúi đầu đùa nghịch vụ sát hoa trên tay. Đại Khái cảm nhận được tầm mắt của Diệp Tố đang nhìn mình, du phục thời nghiêng mặt nói với nàng một câu: "Tên yêu đó xấu." Diệp Tố yêu cũng sẽ ghét bỏ yêu xấu. Thế nhưng nàng đột nhiên lại rất hiếu kỳ nguyên hình của tiểu sư đệ trong kết giới. Tông chủ hợp hoan tông mô nguyệt nhíu mày nhìn con hồ ly trên mặt đất, còn một đuôi còn sót lại một nửa, hắn là cửu vĩ hồ vương. Hồ vương không ở yêu giới mà lại chạy đến tu chân giới, còn kết thành khế ước cộng sinh với một tu sĩ ư. Tông chủ thượng khuyết tông khó hiểu. Nghe nói yêu giới hiện tại vô chủ, yêu vương của các tộc đều đang đánh nhau đến long trời lở đất để giành vị trí yêu chủ. Tin tức của đan tông nhanh nhạy hơn một chút, ông nói, có lẽ Hồ Vương vì vậy mà bị trọng thương, chạy lạc ra tu chân giới. Nếu không thì một yêu vương trăm triệu lần cũng không có khả năng hiện nguyên hình trước mắt mọi người. Nếu đã là yêu thì không thể tham gia tông môn đại bỉ, ngươi cùng yêu đã kết khế ước cộng sinh của ngươi nên rời đi thôi. Tông chủ ngũ hành tông nói thẳng. Ninh thiền giao bị những lời này dọa cho cứng đờ người, trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh nước, chúng ta chưa hề xáo phạm quy định nào của tông môn đại bỉ huống hồ. Ngươi đã ký khế ước cộng sinh, vậy cảnh giới của ngươi là do chính ngươi tu luyện được hay là do yêu vương mang tới cho ngươi? Tông chủ vạn Phật Tông đột nhiên hỏi. Là ta chính mình nỗ lực tu luyện được. Nước mắt của Ninh Thiển Giao lăn dài trên mặt, ủy khuất cực điểm. Nếu không kết khế ước cộng sinh thì giản hồ sẽ không sống nổi, cho nên ta mới. Tông chủ ngũ hành Tông cười lạnh, biểu thị không tin lời nói của nàng ta thiên đạo đối với yêu rất khoan dung, con đường tu luyện của yêu khá nhẹ nhàng. Nếu tu sĩ có thể kết khế ước cộng sinh với yêu thì đoạn đường tu luyện về sau sẽ giảm bớt được rất nhiều trở ngại và nguy hiểm. Trong quá khứ, khi yêu giới và tu chân giới còn thông hành thì không có tu sĩ nào là không hâm mộ người có thể kết khế ước với yêu. Phong Trần Đạo Nhân vẫy tay với Ninh Thiển Giao, ngươi lại đây. Ninh Thiển Giao lập tức đi tới, có chút nghẹn ngào, Đạo Nhân vươn tay ninh thiền giao tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn nghe lời làm theo đầu ngón tay của phong trần đạo nhân chợt hiện ra kiếm khí rạch một đường trong lòng bàn tay của nàng ta chấm chấm máu chảy ra phong trần đạo nhân cúi đầu ngửi ngửi máu trên đầu ngón tay trà sát một chút sau đó ngẩng đầu nhìn ninh thiền giao ngươi là huyền âm chi thể huyền âm chi thể các đại tông chủ nghe thấy bốn chữ này thì giật mình ngồi thẳng dậy đặc biệt là tông chủ đan tông đôi mắt đột nhiên sáng lên